Vâng, xin kính chào quý khán giả. Thưa quý vị, đây là bầu không khí từ nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, nơi chuẩn bị diễn ra trận đấu giữa hai đội cuối bảng là Hồ Chí Minh City Wings và Đà Nẵng Dragons. Tính đến thời điểm lúc này của mùa giải VBA năm 2018 thì nhất bảng vẫn đang là Cần Thơ Catfish. Họ đang giữ vị trí này một cách vô cùng chắc chắn và thuyết phục với 8 trận thắng trong số 9 trận gần nhất. Nhì bảng là Hà Nội Buffalo, họ cũng vươn lên vị trí này một cách ngoạn mục từ tay Sài Gòn Heat sau 2 trận thắng liên tiếp, đặc biệt là diễn ra trên sân khách của Hồ Chí Minh City Wings và Sài Gòn Heat. Còn vị trí thứ 3 là Heat và thứ 4 là Thăng Long Warriors. Vị trí thứ 5 là đối thủ mà City Wings sẽ gặp trong trận đấu ngày hôm nay là Đà Nẵng Dragons. Và đội chủ sân Hồ Xuân Hương vẫn đang tiếp tục chịu cảnh phải đứng chót bảng sau khi chưa bao giờ có được cảm giác là giành chiến thắng ở mùa giải VBA năm 2018 này. Mặc dù vậy thì Hồ Chí Minh City Wings vừa có một thay đổi rất lớn về băng ghế chỉ đạo, đó chính là huấn luyện viên Hứa Phong Hảo đã ngồi vào chiếc ghế huấn luyện viên trưởng thay cho ông Brian Rossum sau chuỗi những trận thua vừa qua. Thì họ đã thể hiện một bộ mặt vô cùng tươi mới và trẻ trung hơn hẳn trong cách chơi của họ, đặc biệt là trong trận làm khách cách đây 2 ngày với Cần Thơ Catfish. Mặc dù phải thất bại nhưng mà thầy trò huấn luyện viên Hứa Phong Hảo đã cho thấy một tinh thần, ý chí kiên cường và sự thi đấu vô cùng tự tin từ các cầu thủ của Việt Nam, đặc biệt là những cầu thủ trẻ. Và khi mà gặp đối thủ ngày hôm nay đó là Đà Nẵng Dragons, một đối thủ cũng đang trải qua một giai đoạn vô cùng khó khăn thời điểm này, thì là một cơ hội tốt để cho thầy trò huấn luyện viên Hứa Phong Hảo có thể chứng minh với người hâm mộ rằng tấm vé vào playoff có thể vượt mất, nhưng tinh thần, ý chí và niềm vui được chơi bóng, niềm vui được cống hiến tại giải VBA này vẫn còn đó, vẫn còn hiện diện ở những cầu thủ ở City Wings. Và trước khi chúng ta theo dõi hai hiệp đấu đầu tiên, xin mời quý vị cùng đến với những phân tích chuyên môn và cập nhật tình hình lực lượng giữa hai đội với bình luận viên Quang Huy và Đức Phát. Kính chào quý vị và các bạn và xin được cảm ơn Tường Vân. Trận đấu giữa Hồ Chí Minh City Wings và Đà Nẵng Dragons mà chúng ta chuẩn bị theo dõi ngay sau đây là lần thứ 3 và cũng là lần cuối cùng mà hai đội đối đầu với nhau ở trong giai đoạn đấu vòng tròn của mùa giải năm nay. Và ở trong cả hai lần gặp nhau trước đây thì chiến thắng đều đã thuộc về Đà Nẵng Dragons, và ở trong cả hai lần thì khoảng cách hai đội sau khi kết thúc trận đấu chỉ là vỏn vẹn 2 điểm. Với Đà Nẵng Dragons thì sau 3 trận thắng liên tiếp ở đầu mùa, trong đó có 2 chiến thắng trước City Wings, thì họ lại trải qua 6 trận thua liên tiếp. Do vậy, sau chức vô địch có phần bất ngờ ở mùa giải năm 2016 thì lúc này đây Đà Nẵng Dragons đang có nguy cơ ở năm thứ 2 liên tiếp không có mặt ở vòng playoff để xác định thứ hạng chung cuộc. Cho dù là hiện nay họ đang sở hữu những cầu thủ có chất lượng chuyên môn khá cao. Một điểm quan trọng mà Đà Nẵng Dragons cần phải cải thiện nếu như muốn có được những kết quả tốt hơn đó là việc phòng ngự và hạn chế đối phương ghi điểm. Và lúc này thì Dragons đang là đội bị ghi điểm nhiều thứ hai tại VBA 2018 với trung bình đến gần 84 điểm trong mỗi trận, và hiệu số này chỉ tốt hơn chính đội chủ nhà Hồ Chí Minh City Wings. Ngoài ra thì về số pha rebound, Đà Nẵng Dragons cũng chỉ xếp trên có duy nhất một đội, đó là City Wings, với trung bình là 36,78 lần rebound trong mỗi trận đấu. Ở khả năng tấn công thì Đà Nẵng Dragons đang dựa rất nhiều vào bộ đôi Chris Dekker và Jack Ullman. Với Jack Ullman thì anh đang có trung bình là 23,56 điểm và 13,11 rebound mỗi trận. Anh tiếp tục sẽ là mũi nhọn tấn công chính của Dragon ở trận đấu ngày hôm nay. Ngoài ra thì bên cạnh đó anh cũng cần sự hỗ trợ rất là tích cực từ Chris Dekker để vượt qua tuyến phòng ngự hàng trong của City Wings. Bên cạnh đó thì các cầu thủ hàng ngoài của Dragon cũng cần phải luân chuyển bóng nhanh hơn, nhiều hơn để tạo khoảng trống, tạo điều kiện cho những cái pha cắt mặt của Trần Tiến Thịnh hay là Jorge Nguyễn. Và để làm tốt việc luân chuyển bóng như vậy thì Đà Nẵng Dragon rất cần đến một cái phong độ ổn định của Jorge Nguyễn. Cầu thủ chơi vị trí hậu vệ này đang có trung bình là hơn 12 điểm và hơn 3 pha kiến tạo trong mỗi trận đấu. Thêm vào đó là sự tiến bộ rõ rệt ở trong mùa giải năm nay của cầu thủ điển trai Trần Tiến Thịnh, khi mà anh đã hỗ trợ rất tốt cho cả việc tấn công lẫn phòng ngự của Đà Nẵng Dragons. Mùa này thì Tiến Thịnh đang có trung bình là 5,75 điểm và 3,5 pha rebound trong mỗi trận đấu. Bên phía đội chủ nhà Hồ Chí Minh City Wings thì dù đã trải qua 9 trận thua liên tiếp, nhưng mà ở trận đấu cách đây 2 ngày với Cần Thơ Catfish thì các cầu thủ của City Wings đã thể hiện sự tự tin và lòng quyết tâm rất cao của mình. Những cầu thủ nội binh như là Thành Nhân, Tuấn Anh, Kỳ Quang hay là Đăng Huỳnh đều chơi rất tốt. Đặc biệt là với Lê Trần Đăng Huỳnh, anh đã có hơn 23 phút được thi đấu, ghi được 9 điểm, 7 rebound và 3 pha kiến tạo thành công. Và nếu như những cái tên này tiếp tục được ra sân và tiếp tục chơi tốt thì họ sẽ giảm đi rất nhiều gánh nặng ghi điểm đang đè nặng lên vai của Quinton Dawkins hay là Henry Nguyễn. Và lúc này với trung bình hơn 27 điểm và hơn 13 pha rebound trong mỗi trận đấu thì chắc chắn là Quinton Dawkins
sẽ tiếp tục là mũi tấn công chính của Hồ Chí Minh City Wings. Nhưng nếu như Đăng Huỳnh tiếp tục ra sân và thể hiện được sự tự tin của mình thì Henry Nguyễn sẽ được trở lại vị trí số 2, vị trí hậu vệ ghi điểm, và đó mới là vị trí có thể phát huy tối đa khả năng của Henry Nguyễn nhờ vào tốc độ và khả năng ném bóng đa dạng của cầu thủ này. Cộng thêm vào đó là sự hỗ trợ từ phía Nguyễn Huỳnh Hải hay là từ phía Sila Kori thì các pha tấn công của Hồ Chí Minh City Wings sẽ trở nên đa dạng hơn và khó lường hơn. Thêm vào đó thì các cầu thủ này nếu như phối hợp tốt với nhau sẽ có thể khóa chặt khu vực giữa rổ để hạn chế tầm hoạt động của tòa tháp đôi là Jack Owen và Chris Dicker. Đây là trận đấu mà Đà Nẵng Dragons đặt quyết tâm rất cao để giành chiến thắng, từ đó níu kéo hy vọng có mặt ở vòng playoff. Còn với chủ nhà City Wings thì quyết tâm cũng cao không kém với chiến thắng đầu tay kể từ đầu mùa. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với trận đấu để xem cuối cùng thì Đà Nẵng Dragons hay là Hồ Chí Minh City Wings sẽ là đội giành chiến thắng ở trận đấu ngày hôm nay. Lúc này chúng tôi sẽ mời ra sân đội hình thi đấu của đội Đà Nẵng Dragons. Number 0, Horace Nguyễn. Number 10, Trần Tiến Thịnh. Number 11, Võ Thanh Đạt. Number 14, Huỳnh Khang. Number 20, Chris Dieger. Number 21, Trần Quốc Toàn. Number 22, Thái Bình Dương. Number 23, Zachary Evans. Number 29, Trần Quang Phục. Number 68, Nam Huy Đại. Number 77, Võ Văn Thanh. Huấn luyện viên chủ của đội Đà Nẵng Dragon, ông Don Tê Hiu. Trợ lý huấn luyện viên, ông Nguyễn Khoa Cấp. Và ngay lúc này, hít một hơi thật sâu nào. Và cổ vũ thật lớn, vì sau đây sẽ là đội hình thi đấu của đội Hồ Chí Minh. City Wings by Chesna. Number 1, Nguyễn Quốc Thanh. Number 2, Henry Nguyễn. Number 4, Peter Dawkins. Number 6, Nguyễn Thanh Nhân. Number 7, Nguyễn Quân Đại. Number 8, Võ Duy Trọng. Number 14, Nguyễn Kỳ Quang. Number 15, Lê Trần Đăng Huynh. Number 22, Corey Celia. Number 23, Trần Quy Quân. Number 25, Lê Cao Tuấn Anh. Number 29, Vũ Doan Minh Phương. Huấn luyện viên chủ của đội Hồ Chí Minh City Wings by Chesna, ông Hứa Công Hảo. Trợ lý huấn luyện viên Mr. Brian Rawson. Trân trọng giới thiệu giám sát viên và tổ trọng tài của trận đấu ngày hôm nay. Giám sát viên Mr. Anthony Sơn. Tổ trọng tài Mr. Ariel Berman. Mr. Cao Văn Minh. Mr. Lê Trường Giang. Xin kính mời quý vị đại biểu, quý vị khách mời của các bạn cổ động viên đứng lên làm lễ chào cờ. Quân ca. Oh.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đến với trận đấu giữa Hồ Chí Minh City Wings và Đà Nẵng Dragons trong khuôn khổ của giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA năm 2018. Trận đấu diễn ra tại sân vận động Hồ Xuân Hương, sân nhà của City Wings. Trên màn hình của chúng ta lúc này là đội hình ra sân của hai đội. Về phía chủ nhà, số 2 Henry Nguyễn, số 4 Clinton Duggett, số 6 Nguyễn Thành Nhân, số 7 Nguyễn Huỳnh Hải và số 22 Corey Celia. Về phía Đà Nẵng Dragons, các cầu thủ ra sân trong đội hình chính gồm có Jorge Nguyễn, số 0 đội trưởng, số 10 Trần Tiến Thịnh, số 20 Trish Dietker, số 23 Jesseri Olman và số 77 Võ Văn Thanh. Huấn luyện viên trưởng của Đà Nẵng Dragons là ông Dante Hill. Huấn luyện viên trưởng của Hồ Chí Minh City Wings đó là ông Hứa Phong Hảo. Trên ảnh đây là huấn luyện viên Hứa Phong Hảo của Hồ Chí Minh City Wings. Và đây mới là trận đấu thứ hai mà ông Hứa Phong Hảo giữ vai trò là huấn luyện viên trưởng của đội bóng này. Ở trong mùa giải trước và ở trong giai đoạn đầu của mùa giải hôm nay thì ông Hứa Phong Hảo là trợ lý của huấn luyện viên Brian Rosom, nhưng sau một chuỗi thất bại 7 trận thua, 8 trận thua liên tiếp thì ban lãnh đạo của City Wings đã quyết định thay đổi trên bàn ghế chỉ đạo và đưa ông Hứa Phong Hảo lên vị trí huấn luyện viên trưởng. Còn đây là huấn luyện viên Dante Hill của Đà Nẵng Dragons. Dante Hill đã giúp cho Đà Nẵng Dragons đi thẳng đến chức vô địch của VBA mùa giải 2016. Nhưng ở trong mùa giải 2017 thì Đà Nẵng Dragons đã thi đấu không thực sự tốt và không lọt được vào vòng đấu playoff. Và ở trong mùa giải năm nay thì đội bóng của Dante Hill cũng đang gặp rất nhiều khó khăn khi họ chỉ đang đứng ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng và cũng đang gặp rất nhiều khó khăn để có thể đi tiếp vào vòng đấu playoff. Đây là trọng tài chính điều khiển trận đấu ngày hôm nay, trọng tài Aria Bermeo đến từ Philippines. Hiệp một của trận đấu như vậy là đã được bắt đầu và đây là đợt tấn công của các cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Chris Decker và ném bóng từ bên ngoài vòng cung nhưng không đánh được điểm. Dù vậy các cầu thủ Đà Nẵng Dragons vẫn đang là những người kiểm soát bóng. Sẽ open và đổ không thành công của open và bây giờ là cơ hội dành cho đội chủ nhà của mình. City đây là Silvia Cori, Nguyễn Huỳnh Hải, Silvia Cori, bóng bên tay cổ Henry Nguyễn, cú đánh xa chính xác của Henry Nguyễn đã giúp cho Silvia Cori mở được điểm ở trong trận đấu ngày hôm nay. Đó là một khởi đầu đầy hứa hẹn của các đội chủ nhà của Silvia Cori sau một chuỗi đã 9 trận thua liên tiếp. Ngày hôm nay thì họ đang rất quyết tâm để có được chiến thắng đầu tiên ở trong mùa giải VBA 2018 này. Bàn đổ không thành công nhưng vẫn đang là cao thủ Đà Nẵng Dragons. Corey Nguyễn, Jaelman, mình đang bị các cầu thủ City Wings theo rất sát. Dù vậy anh vẫn có thể thực hiện một pha lên đổ và ghi điểm ở trong tình huống tấn công vừa rồi. Henry Nguyễn và bắn rổ của Duggett không vào và Jaelman đã tranh bóng. Một pha phản công của Đà Nẵng Dragons. Hai điểm nữa cho Jack Olman. Cả hai pha lệch rổ của Đà Nẵng Dragons đều đã thành công. Một đường chuyền rất tốt và Peter có hơi. Một tình huống không thể ghi điểm. Nhưng sẽ là hai quả đánh phạt. Nếu như pha lên rổi vừa rồi của Nguyễn Thành Dân thành công thì hai điểm sẽ được ghi nhận và cộng thêm một quả ném phạt. Rất đáng tiếc cho Nguyễn Thành Dân. Ở trận đấu với Cần Thơ Catfish cách đây 2 ngày thì Nguyễn Thành Dân cũng đã thi đấu khá tự tin và cho dù City Wings không giành được chiến thắng nhưng với những nỗ lực và quyết tâm của các cầu thủ nội binh dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hứa Phong Hảo thì City Wings đã cho thấy một bộ mặt hoàn toàn khác và người hâm mộ đang đặt rất nhiều niềm tin
vào một trận thắng đầu tay ngày hôm nay. Pha bắn đổi từ xa của các cầu thủ Đà Nẵng Dragons không thành công. Đó là pha xử lý rất thông minh của Jack Ullman. Quyền kiểm soát bóng biên thuộc về đội bóng Đà Nẵng Dragons. Lúc này thì khoảng cách giữa hai đội vẫn chỉ đang là một điểm. Chris Sticker, bóng đang là cao thủ Đà Nẵng Dragons. Horace Nguyễn, Chris Sticker. Bóng đầu tay của Horace Nguyễn và đó là một pha ném xa không thành công. Dragons vẫn đang là đội giữ quyền giữ số bóng với những tình huống luân chuyển bóng rất nhanh để tìm khoảng trống giữa các cầu thủ. Bóng tay của Chris Sticker còn là một giây ném rổ. Pha đổ thành công. Như vậy trọng tài xác định đó là một tình huống ghi được hai điểm của cầu thủ bên phía Đà Nẵng Dragons. Bóng đã rời tay trước khi hết 24 giây. Henry Nguyễn lại thực hiện một pha ném xa nữa. Lần này thì chỉ là một tình huống đưa bóng dội rổ mà thôi. Horace Nguyễn. Jaumann đã bị trượt chân ở trong tình huống này. Trận đấu đang diễn ra khá là giằng co, hai đội rượt điểm về điểm số. Và ở trận đấu ngày hôm nay thì chúng ta thấy các cầu thủ City Wings đã đang nhận được sự cổ vũ rất nhiệt tình từ các fan hâm mộ. Quinton Token không vào. Horace, một chuyện Horace Nguyễn cho Tris Dieker. Trọng tài xác định bóng từ tay của các cầu thủ City Wings đi hết đường biên ngang cuối sân. Dragons tiếp tục kiểm soát bóng. Đó là pha ném xa của Trần Tiến Thịnh. Tình huống ném xa kia 3 điểm thành công của Trần Tiến Thịnh. Cầu thủ vốn chỉ nổi tiếng với khả năng phòng thủ, chưa ít khi thực hiện được thành công những pha ném bóng, đặc biệt là những pha ném xa như vậy. Quinton Dawkins, anh đã đưa bóng vào rổ. Và bây giờ thì điểm số trên sân đang là 9-7 nghiêng về phía Đà Nẵng Dragons. Khoảng cách hai đội là 2 điểm. Tiến Thịnh, Horace Nguyễn, Jack Ullman. Ullman đang bị các cầu thủ của Man City quyền double team. Nhưng vừa rồi là tình huống ném xa thành công của Horace Nguyễn. Ở trong thềm đầu của trận đấu thì liên tiếp đã có những pha ném xa thành công của cả hai đội. Bóng ở bên ngoài sân và sẽ là quyền kiểm soát biên dành cho đội chủ nhà ở Man City quyền. Lúc này thì điểm số đang là 12-7 nghiêng về phía các cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Họ đang tạo ra được khoảng cách là 5 điểm so với đội chủ nhà. Quinton Dawkins, Sila Corey vào lúc này đang giữ vai trò là hậu vệ dẫn bóng, người điều phối lối chơi cho City Wing. Henry Nguyễn lại là một pha ném xa nữa. Và một lần nữa chỉ làm tình huống đưa bóng dội rổ. Sila Corey. Lại là Henry Nguyễn. Đường truyền không đến được vị trí của Quinton Dawkins. Đó là một pha can thiệp rất tốt của Chris Dicker. Trần Tiến Thịnh, Horace Nguyễn, Jack Ullman. Sẽ có hai quả đá phạt dành cho Jack Ullman khi mà vừa rồi Henry Nguyễn đã là người phạm lỗi. Lối chơi của Đà Nẵng Dragons vẫn dựa rất nhiều vào bộ đôi cầu thủ được mệnh danh là tòa tháp đôi. Tris Dieker số 20 và số 23 là Jack Ullman. Bây giờ Jack Ullman có hai quả đá phạt. Quả đá phạt đầu tiên không vào. Trong 12 điểm đã ghi được cho đến thời điểm này thì Đà Nẵng Dragons đã có hai pha bắn xa thành công của Trần Tiến Thịnh và Horace Nguyễn. Cả hai quả đá phạt của Jack Ullman đều không vào rổ và bây giờ là cơ hội thu ngắn về mặt điểm số dành cho các cầu thủ chủ nhà City Wings. Một pha tranh bóng rất quyết liệt của Tris Dieker. Và đợt tấn công của City Wings chỉ còn 16 giây. Việc áp sát và tranh cướp bóng ngay trên phần sân nhà của City Wings
là lối đánh mà Đà Nẵng Dragons sẽ hạn chế những đợt lên bóng nhanh của City Queen. Đúng kịch, rất nỗ lực nhưng vẫn chưa vào. Ba lần lên rổ của Quinton Duckett cho đến thời điểm này vẫn chưa thành công. Võ Văn Thanh sẽ Omen. Lần này thì Omen đã không thể được điểm và Quinton Duckett là người rebound thành công. Andrew Nguyễn, Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Huỳnh Hải đã có lỗi của Hồ Đại Nguyễn ở trong pha bóng vừa rồi. Đó là tình huống di chuyển vào phía trong. Của Huỳnh Hải, lỗi thứ hai của các cầu thủ Đà Nẵng Dragons ở trong hiệp đấu này. Celia Corey, các cầu thủ Đà Nẵng Dragons vẫn đang kiểm soát rất tốt ở khu vực dưới rổ, hạn chế tối đa khả năng xâm nhập vào trong của Quinton Duckett và khiến cho các cầu thủ Hồ Chí Minh City Quyền đang phải thực hiện nhiều hơn những quả ném xa hay là những quả ném ở cơ lực trung bình. Võ Văn Thanh thực hiện ném xa, Quinton Duckett đã là người đi bầu. Huỳnh Hải, Henry Nguyễn, đó là một pha can thiệp rất tốt của Chris Decker, bóng biên cho các cầu thủ chủ nhà Hồ Chí Minh City Quyền. Dù vậy đợt tấn công này của City Quyền sẽ chỉ còn lại 11 giây ném rổ. Các cầu thủ Đà Nẵng Dragons vẫn đang thi đấu rất chặt chẽ ở trong khu vực hình chữ nhật dưới rổ, hạn chế tối đa khả năng xâm nhập vào trong của Sida Corey hay là Quinton Duckett. Nhưng vừa rồi thì Sida Corey đã mang về 3 điểm cho các cầu thủ chủ nhà Hồ Chí Minh City Quyền với pha ném xa thành công của mình. Trần Tiến Thịnh, Giao Minh, Horace Nguyễn, đó là pha ném bóng ở cơ ly trung bình dội rổ nhưng Horace Nguyễn sẽ được thực hiện hai quả ném phạt. 3 điểm đầu tiên của Corey Celia, số 22 của City Queen là pha bắn rổ từ xa. Hai quả đá phạt cho đội trưởng của Đà Nẵng Dragons, Horace Nguyễn. Bóng không vào. Như vậy đây đã là quả ném phạt thứ 3 của Đà Nẵng Dragons không thành công. Bên phía City Wings có sự thay người cầu thủ áo số 15 vào sân. Đó là Lê Trần Đăng Huỳnh. Cầu thủ thi đấu rất tốt trong trận đấu với Cần Thơ Catfish cách đây 2 ngày tại Cần Thơ. Một lần nữa chúng ta thấy các cầu thủ Đà Nẵng Dragons đã tranh cướp bóng rất quyết liệt ngay từ khu vực giữa sân. Đăng Huỳnh, Thành Nhân chuyền bóng ra ngoài. Corey bắn rổ cơ ly trung bình không vào. Ở tình huống thứ hai thì Corey Celia đã tận dụng rất tốt pha rebound của mình, ghi thêm 2 điểm. Điểm số lúc này đã được rút ngắn còn 12-13. Những pha luân chuyển bóng nhanh ở khu vực ngoài vòng cung đã có tiếng còi. Như vậy trọng tài xác định đó là lỗi chạy bước của Võ Văn Thanh. Bây giờ thì đội chủ nhà City Wings sẽ được hưởng quyền kiểm soát biên và có một đợt tấn công để có thể tìm kiếm thêm điểm cho mình. Lúc này thì khoảng cách giai bên chỉ còn là một điểm, 13-12 vẫn đang nghiêng về phía Đà Nẵng Dragons. Đó là một pha can thiệp tốt của Chris Decker và đây là Jack Oman không thể vượt qua được các cầu thủ của City Wings. Đó là tình huống phạm lỗi của Sila Corey. Trọng tài đã thổi phạt Sila Corey ở trong tình huống vừa rồi. Sẽ chỉ là tình huống không, như vậy sẽ là hai quả phạt dành cho Jack Oman. Jack Oman cho đến này đã được cho mình 6 điểm và đang có cơ hội để tiếp tục gia tăng thêm điểm số mà mình đã ghi được ở trong trận đấu ngày hôm nay. Quả phạt đầu tiên dội rổ.
Giờ tiếp tục là quả đoạn thứ hai của The Omen. Lần này thì bóng đã rơi vào trong lỗ và bây giờ thì khoảng cách hai đội là 2 điểm. 14-12 nghiêng về phía Đà Nẵng Dragons. Nguyễn Huỳnh Hải. Nguyễn Thành Nhân. Đăng Huỳnh đã đột phá vào dưới rổ, cố lên cho Đăng Huỳnh. Trọng tài đã thổi phạt Trần Tiến Thịnh ở trong tình huống này. Lỗi cả người của Trần Tiến Thịnh. Đó là lỗi thứ ba của các cầu thủ Đà Nẵng ở trong hiệp đấu đầu tiên. Kiểm soát bóng biên cho đội chủ nhà City Wings. Vừa rồi đã là lỗi thứ hai của Trần Tiến Thịnh ở trong trận đấu ngày hôm nay. Xin được nhắc lại là ở hai lần gặp nhau trước đây tại mùa giải năm 2018 thì Đà Nẵng Dragons đều giành chiến thắng, trong đó có chiến thắng khá là ấn tượng ngay tại sân Hồ Xuân Hương này. Một pha phản công cho các cầu thủ Đà Nẵng Dragons với pha úp rổ đầu tiên của trận đấu mang tên Chris Dieker. Các cầu thủ City Wings muốn giành chiến thắng thì phải hạn chế những pha để mất bóng như vừa rồi. Và lệnh bóng rất đơn giản và thành công của Nguyễn Thành Nhân. Cách biệt vẫn đã là 2 điểm tạm thời nghiêng về cho đội bóng đến từ sông Hàn. Võ Văn Thanh, Jack Omen. Quỳnh Tờ Đốc Anh đã phòng thủ rất tốt, ngăn cản không cho Jack Omen đột phá. Và bây giờ là cơ hội để sang bằng mặt điểm số cho các cầu thủ City Wings. Dokic. Và bắn rổ rất nỗ lực của Dokic nhưng vẫn không vào rổ. Tiếp tục là cơ hội cho các cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Như vậy đó là lỗi của số 22 Silla Corey. Lỗi cá nhân thứ hai của Corey ở hiệp đấu thứ nhất này. Và ngay lập tức thì huấn luyện viên Hứa Phong Hảo đã cho Corey ra nghỉ và thay vào đó là Henry Nguyễn. Hiệp đấu thứ nhất còn 1 phút 40 giây. Corey. Chris Dieker. Và bắn rổ từ ngoài vòng cung không vào. Một tình huống mà Horace Nguyễn đã rebound rất dễ dàng. Cho dù ở dưới rổ có đến 3 chiếc áo vàng nhưng chỉ có một chiếc áo đen của Đà Nẵng Dragons, nhưng Horace Nguyễn vẫn ung dung rebound. Điều đó cho thấy khả năng phòng thủ dưới rổ của các cầu thủ City Wings là thiếu sự tập trung và một sự quyết liệt cần thiết. Dieker chào bóng ra ngoài và đột phá vào trong. Horace pha lên rổ của Horace Nguyễn không thành công. Cơ hội phản công cho City Wings. Lên Trần Đăng Huỳnh lên rổ, đã có tiếng còi của trọng tài. Như vậy sẽ là hai quả ném phạt cho số 15 của đội chủ nhà City Wings. Bên phía Đà Nẵng cũng có sự thay đổi người khi mà số 14 Huỳnh Khang đã được vào sân để thay cho Võ Văn Thanh. Bây giờ thì Đăng Huỳnh sẽ thực hiện hai quả đánh phạt của mình. Quả đánh phạt đầu tiên bóng dội rổ rơi ra ngoài. Bây giờ là quả đánh phạt thứ hai. Và đó là điểm đầu tiên của Lê Trần Đăng Huỳnh ở trong trận đấu này. Khoảng cách giai đội tiếp tục được rút ngắn xuống còn lại là một điểm. Trận đấu hiệp đấu đầu tiên còn lại không đầy một phút nữa là sẽ kết thúc. 16-15 đang là điểm số nghiêng về phía Đà Nẵng Dragons. Dễ ổn mình. Đàm Huy Đại thực hiện pha ném xa dội rổ. Và một lần nữa chúng ta thấy Quỳnh Thành Đô Kiệt tỏ ra rất lười ở trong việc rebound ở trong khu vực dưới rổ. Anh đã để cho các cầu thủ đối phương lao vào và lấy bóng thành công. Quỳnh Thành Đô Kiệt. Đánh post up không thành công của Quỳnh Thành Dragons. Dễ ổn mình. Sẽ có hai quả ném phạt dành cho Dễ ổn mình. Vừa rồi là lỗi của Lê Trần Đăng Huỳnh.
ở trong khoảng vài chục giây vừa qua thì các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings đang liên tiếp để cho đối phương ghi điểm. Và ở trong những cơ hội để ghi điểm đáp trả thì họ lại thực hiện không tốt. Quánh phạt của Giáo Minh, bóng đã vào rổ. Đó là pha ném phạt chính xác. Và bây giờ là quánh phạt thứ hai của Giáo Minh, bóng cũng đã vào rổ. Hai lần ném phạt thì Giáo Minh đều thành công. Và đó là điểm thứ 9 của Giáo Minh ở trong trận đấu này. Hiệp đấu này còn lại 24 giây nữa là kết thúc và ưu thế về mặt điểm số vẫn đang nghiêng về phía Đà Nẵng Dragons. Họ đang dẫn trước với khoảng cách là 5 điểm. Lê Trần Đăng Huỳnh rất nỗ lực đột phá nhưng trọng tài xác định đó là lỗi của Horace Nguyễn. Với 9 điểm ghi được cho đến thời điểm này thì Jack Oman số 23 của Đà Nẵng Dragons đang là cầu thủ ghi nhiều điểm nhất trên sân. Vừa rồi cũng là lỗi tổng hợp thứ 5 ở hiệp đấu thứ nhất của các cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Lê Trần Đăng Huỳnh được hưởng hai quả ném phạt. Quả ném phạt đầu tiên không vào. City Wings khi có những cái cơ hội ghi điểm như thế này cũng không tận dụng được. Quả ném phạt thứ hai thì đã vào rổ rất ngọt ngào. 20 giây cuối của hiệp đấu đầu tiên. Điểm số đang là 20-16, cách biệt là 4 điểm nghiêng về cho đội bóng đến từ Đà Nẵng. Chris Dicker xoay người rất nỗ lực và một pha rebound bắn rổ cận bảng thành công của số 14. Hiệp đấu thứ nhất khép lại với điểm số là 22-16, cách biệt là 6 điểm nghiêng về cho Đà Nẵng Dragons. Chúng ta tiếp tục theo dõi hiệp đấu thứ hai, trận đấu giữa Hồ Chí Minh City Wings và Đà Nẵng Dragons trong khuôn khổ của giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam PBA mùa giải năm 2018. Sau hiệp đấu đầu tiên thì đội khách đang tạm thời dẫn trước với điểm số là 22-16. Một trong những điểm yếu của đội chủ nhà City Wings đó là khả năng tranh bóng mật bản khi phòng thủ. Theo thống kê thì City Wings chỉ có 6 pha rebound phòng thủ thành công. Trong khi đó, Đà Nẵng Dragons có đến 7 pha rebound ở khu vực dưới rổ của City Wings. Và từ những pha rebound đó, Đà Nẵng Dragons đã ghi được
những điểm số hết sức là quan trọng. Chúng ta thấy hai điểm cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên của cầu thủ mang số 14 Khang Huỳnh cũng là một tình huống mà anh đã lao vào rebound rất là dễ dàng để thực hiện một pha bắn bóng bật bảng ghi điểm. Cho đến thời điểm này sau hiệp đấu thứ nhất, người ghi được nhiều điểm trên sân đó là cầu thủ mang áo số 23 Zach Olman của Đà Nẵng Dragons. Lúc này ở trên sân bên phía Ocean City Wing thì Nguyễn Kỳ Quang và Lê Công Đức Anh đều đã được tung vào sân. Winston Dawkins không thể vượt qua được Jack Oman ở trong đấu này, nhưng trọng tài xác định đã có lỗi của Jack Oman và sẽ là hai quả đấm phạt dành cho Winston Dawkins. Trong khi Jack Oman đã được cho mình 9 điểm ở trong hình đấu đầu tiên thì Winston Dawkins chỉ mới ghi được có vỏn vẹn 2 điểm. Đây là điểm thứ 3 của anh ở trong trận đấu. Cả hai quả phạt thì Winston Dawkins đều thực hiện thành công. Bên phía City Wing chúng ta thấy việc huấn luyện viên Hứa Phong Hảo tung lời Công Tú Anh vào sân rõ ràng là để hỗ trợ cho Winston Dawkins ở trong những tình huống phòng thủ dưới rổ, trong những tình huống rebound, khi mà Winston Dawkins tỏ ra khá lười nhảy rebound. Vẫn đang là cao thủ Đà Nẵng ra gần giữ quyền kiểm soát bóng. Holden Smith thực hiện một pha đá bóng từ rất xa, chỉ đưa bóng vô rổ mà thôi. Henry Nguyễn, Kỳ Quang, bóng đến tay của Lê Trần Đăng Huỳnh. Henry Nguyễn, Lê Công Tuấn Anh, Winston Dawkins. Bóng không chịu vào rổ, chỉ dội vào rổ rồi rơi ra. Những tình huống luôn chuyển bóng liên tục để tạo điều kiện cho Winston Dawkins áp sát vào khu vực dưới rổ, nhưng cuối cùng anh vẫn không thể được điểm. Chris Dicker, pha đá bóng của Dicker rất chính xác, có một pha đá bóng ngay ở rìa cổ vòng cung và Chris Dicker đã mang về thêm 2 điểm nữa cho đội bóng của mình. Lên là Đăng Huỳnh với Kỳ Quang, pha rổ cũng không thể được điểm. Các cầu thủ phòng ngự của Đà Nẵng Dragons vẫn đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình thì hạn chế tối đa khả năng là lên rổ của đối phương. Và lại là một tình huống ghi điểm tốt nữa của Chris Dicker để giúp cho khoảng cách hai đội đã được kéo giãn ra thành 8 điểm ở trên sân vào lúc này, 26-18. Vừa rồi là 4 điểm liên tiếp của Chris Dicker. Như vậy cho đến thời điểm này anh đã ghi được cho mình 8 điểm. Khả năng phòng thủ của City Wings ở khu vực dưới rổ rõ ràng đang là một vấn đề rất lớn mà huấn luyện viên Hứa Phong Hảo phải cố gắng khắc phục. Ngoài ra thì việc tận dụng những cơ hội phản công, tận dụng những cái tình huống tấn công của mình thì City Wings cũng tỏ ra kém hiệu quả so với đội khách Đà Nẵng Dragons. Theo thống kê ở hiệp đấu đầu tiên thì tỷ lệ field goal của City Wing chỉ là 31,3%. Họ chỉ ghi được có thành công 5 lần trong 16 lần thực hiện những cái pha bắn rổ. Trong khi đó tỷ lệ field goal của Đà Nẵng Dragons là 40%. Riêng ở hiệp đấu thứ 2 này, trong khi đội chủ nhà mới ghi được 2 điểm từ hai quả đá phạt của Winston Dawkins thì Đà Nẵng Dragons đã ghi được 4 điểm với những pha lập công của Chris Dicker. Cách biệt lúc này đang là 8 điểm nghiêng về cho Đà Nẵng Dragons.
Lúc này trên sân thi đấu thì huấn luyện viên Hứa Phong Hảo đang sử dụng đội hình mạnh nhất có thể của mình. Đó là Quinton Dokken, số 4, Lê Công Tuấn Anh, số 25, Corey Sicilia, số 22, Henry Nguyễn, số 2 và đội trưởng Nguyễn Huỳnh Hải, mã số 7. Hơn mình và luân chuyển bóng ra ngoài. Andres Nguyễn, Chris Decker. Còn 6 giây, 5 giây cho pha bắt rổ. Và Quinton Dokken đã rebound thành công. Cơ hội phản công cho đội chủ nhà Sinh Viên. Và đột phá 2 điểm cho Quinton Dokken. Hơn bao giờ hết, City Queen đang rất cần những cái pha thi đấu tỏa sáng như vừa rồi của Quinton Dokken. Jack Oman bắn rổ bật bản không thành công. Chris Decker. Horace Oman. Lê Công Tuấn Anh vào sân và nhiệm vụ của anh là hóa giải những pha đột phá của Jack Oman. Vừa rồi Đà Nẵng Dragons đã không thể thực hiện pha tấn công ở đợt tấn công thứ hai 14 giây của mình. Lúc này thì huấn luyện viên Don Tehu của Đà Nẵng Dragons đã quyết định sử dụng quyền ủy. Mở bóng của ông đang tạo được khoảng cách là 6 điểm so với đội chủ nhà ở phía bên City Wing. Và hiệp đấu thứ hai này còn lại 6 phút và 45 giây nữa. Cho lúc này thì bên phía Đà Nẵng Dragons, tòa tháp đôi Decker và Jack Oman đã ghi được tổng cộng là 17 điểm. Chris Decker ghi được cho mình 8 điểm, trong khi Jack Oman ghi được cho mình 9 điểm. Và trong số 5 cái tên ra sân từ đầu của Đà Nẵng Dragons là Võ Văn Thanh, Trần Tiến Thịnh, Horace Nguyễn, Chris Decker và Jack Oman. Chỉ duy nhất có Võ Văn Thanh là chưa ghi được điểm nào. Trong khi đó đối với đội chủ nhà Hồ Chí Minh City Wing thì Quinton Dokken đang có được cho mình 6 điểm. Celia Corey có 5 điểm, Henry Nguyễn có 3 điểm. Nguyễn Thành Nhân thì có 4 điểm và Nguyễn Huỳnh Hải thì cũng chưa được điểm nào. Lê Trần Đăng Huỳnh thì đã được cho mình 2 điểm. Đó là 2 điểm được từ những quả đá phạt. Thời gian hội ý đã trôi qua và trận đấu sẽ tiếp tục với quyền kiểm soát bóng thuộc về các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wing. Lúc này thì Đà Nẵng Dragons đang đẩy các cầu thủ của mình lên cao để tranh cái bóng quyết liệt. Họ đang chơi bắt người một ở trên quật nửa sân phần sân nhà. Quinton Dokken, Celia Corey, Henry Nguyễn, Celia Corey. Còn lại 5 giây ném rổ. Henry Nguyễn đột phá vào khu vực dưới rổ và đó một pha rổ không thành công. Bóng biên cho Đà Nẵng Dragons. Nỗ lực để rebound của Lê Công Đức Anh không thể giữ được quả bóng ở trong sân. Cho đến thời điểm này thì cả hai đội mới có 2 pha bắn rổ 3 điểm thành công. Điều đó cho thấy là hàng phòng ngự của cả hai đội đều rất là tích cực ám sát, không cho đối thủ có không gian để thực hiện những pha bắn rổ từ xa. Đó là tình huống bắn rổ bật phản không thành công của Huỳnh Khang. Bây giờ là cơ hội cho các cầu thủ chủ nhà. Pha bắn rổ 3 điểm của Corey Celia rất tuyệt vời. Và bắn rổ 3 điểm hết sức cần thiết của City Queen ở thời điểm này. Và điểm số được rút ngắn còn 23-26. Quyền kiểm soát bóng biên cho đội chủ nhà Hồ Chí Minh City Wing. Như vậy là bây giờ thì khoảng cách giữa hai đội chỉ còn lại là 3 điểm sau cú ném xa chính xác vừa rồi của Sida Corey. Sida Corey như vậy đã là người ghi được nhiều điểm nhất ở trên sân cho Hồ Chí Minh City Wing. Nguyễn Hồng Nãi thực hiện pha lên rổ rất chính xác để mang về 2 điểm nữa cho Hồ Chí Minh City Wing. 2 điểm đầu tiên của Nguyễn Hồng Nãi ở trong trận đấu. Và bây giờ thì khoảng cách giữa hai đội chỉ còn là 1 điểm. Chris Decker, Đàm Huy Đại,
Quỳnh Khang. Đàm Huy Đại rất chống trả để thực hiện pha ném xà, và đó là một pha ném bóng chính xác của Đàm Huy Đại để mang về 3 điểm cho Đà Nẵng Dragons, và đồng thời kéo giãn khoảng điểm giữa hai đội ra lại thành 4 điểm. Nguyễn Huỳnh Hải là tấn công mới của các cầu thủ chủ nhà của mình, City Wings Winter Dragons. Trọng tài đã thổi phạt Đàm Huy Đại ở trong phố vừa rồi. Bóng biên cho các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings. Vừa rồi là lỗi thứ 3 của Đà Nẵng Dragons ở trong hiệp đấu này. Lê Công Tuấn Anh, Huỳnh Hải rất khó khăn để thực hiện những pha chuyền bóng. 2 điểm nữa cho Corey Celia. Như vậy 5 điểm liên tiếp của cầu thủ mang áo số 22 đang giúp cho City Wings lấy lại thế trận, và bắn rổ từ xa của Horace Nguyễn không thành công. Những pha luân chuyển bóng rất nhanh của các cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Huy Đại, Dicker đã có tiếng cầu với trọng tài, và đó là lỗi chạy bước của số 20 Chris Dicker bên phía Đà Nẵng Dragons. Xin được nhắc lại, đối với City Wings thì họ đã trải qua 9 trận thua liên tiếp, còn với Đà Nẵng Dragons thì cũng đã 6 trận thua liên tục. Cả hai đều đang đặt rất quyết tâm rất cao giành chiến thắng ở trận đấu này. Lê Công Tuấn Anh, Huỳnh Hải bóng biên cho đội chủ nhà City Wings. Hai đội đang đứng cuối bảng xếp hạng. Đà Nẵng Dragons đang quyết tâm giành chiến thắng để níu kéo hy vọng tiếp tục góp mặt ở vòng playoff. Còn với chủ nhà City Wings thì là một trận thắng đầu tay kể từ đầu mùa. 2 điểm nữa cho Celia Corey, như vậy là 7 điểm liên tiếp cho anh. Liên tiếp những điểm số của Celia Corey đã giúp cho chúng mình City Wings vào lúc này cân bằng được điểm số với Đà Nẵng Dragons 29 đều. Và trận đấu đang rất hấp dẫn ở trong những phút vừa qua. Quân Trang không thành công của Horace Nguyễn, nhưng sau đó thì Hùng Khang rửa bao và cũng không có được điểm. Winter Dragons, Quỳnh Hải, Henry Nguyễn, bàn thủ thành công của Henry Nguyễn. Và bây giờ thì lần đầu tiên ở trong trận đấu này, lần đầu tiên ở trong trận đấu này, các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings đã vượt lên dẫn điểm trước Đà Nẵng Dragons 31-29. Đấu này đã trở nên rất hấp dẫn sau những trận đấu điểm liên tiếp của Celia Corey. Quân Trang của Chris Dicker cũng không được điểm. Vẫn đang là cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Đàm Huy Đại, Horace Nguyễn. Lại là một pha ném xa nữa của Horace Nguyễn, và bóng cao rơi vào rổ rất gọn gàng. Bây giờ thì các cầu thủ Đà Nẵng Dragons lại tái lập ưu thế dẫn điểm 32-31. Lê Công Tuấn Anh, Henry Nguyễn, Celia Corey, Winter Dragons. Chỉ một mình Huỳnh Khang là không đủ để có thể ngăn chặn pha lên rổ của Winter Dragons. Và vừa rồi thì chúng ta thấy Winter Dragons đã lại một lần nữa dễ dàng ghi thêm 2 điểm cho Hồ Chí Minh City Wings. Để open. Đó là một phòng thủ tốt của Lê Công Tuấn Anh. Sự xuất hiện của Lê Công Tuấn Anh đã hỗ trợ rất nhiều cho Winter Dragons ở trong việc phòng thủ dưới rổ. Winter Dragons không thể vượt qua được xe open. Cú ném bóng cũng không thành công, Lê Công Tuấn Anh. Và Winter Dragons là người ghi điểm cho đội chủ nhà City Wings 35-32. Bây giờ thì khoảng cách điểm giai đội là 3 điểm, nhưng đang nghiêng về phía Hồ Chí Minh City Wings. Rõ ràng là sự có mặt của Lê Công Tuấn Anh đã hỗ trợ rất tốt cho Winter Dragons trong những pha rebound. Và chính Lê Công Tuấn Anh là người đã có công rất lớn trong pha ghi điểm vừa rồi của City Wings. Nhưng vừa rồi chúng ta đã chứng kiến một màn trình diễn rất đẹp mắt của Zach Olman với một pha rebound một tay rồi thực hiện pha ghi 2 điểm cho Đà Nẵng Dragons. Huỳnh Hải, Tuấn Anh. Bây giờ là Huỳnh Hải đột phá, rất nỗ lực ghi điểm nhưng không vượt qua đôi tay rất dài và rất mạnh mẽ của Chris Dicker. Đây là cơ hội cho các cầu thủ Đà Nẵng Dragons, và bắn rổ bật bảng cao tay rất
đơn giản nhưng hiệu quả của Jack Ullman. Xin chào là Corey. Henry Nguyễn bắn rổ từ xa không vào, rất đáng tiếc. Chris Decker quyết định đột phá, 2 điểm nữa cho Đà Nẵng Dragons. Và giờ đây đội bóng sông Hàn lại tạo lập cách biệt 3 điểm. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn và quyết liệt, hai đội rượt đuổi về mặt điểm số. City Wings đã vượt lên dẫn trước, nhưng Đà Nẵng Dragons đã nhanh chóng thiết lập lại thế trận và giờ đây họ lại là đội đang có ưu thế về mặt điểm số. Đồng thấy ngay sau khi để cho đối phương cầm bàn điểm số và vượt lên, thì huấn luyện viên Hứa Phong Hảo của City Wings đã ngay lập tức sử dụng quyền hủy, vừa để giúp cho các cầu thủ mình củng cố lại về đội hình, về chiến thuật, vừa là để giảm tiếp đà hưng phấn của cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Hiệp đấu thứ hai còn lại 43 giây nữa mới kết thúc và khoảng cách giai đoạn chỉ là 3 điểm, vẫn còn cơ hội để cho các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings tiếp tục ghi điểm và đuổi theo các cầu thủ Đà Nẵng Dragons ở trên bảng điểm. Một phút đồng hồ đã trôi qua rất nhanh. Trọng tài đang gọi các cầu thủ của cả hai bên nhanh chóng quay trở lại sân để tiếp tục trận đấu. Sau khi kết thúc phút hội ý thì quyền cho sân bóng biên sẽ thuộc về các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings. Silvia Corey, Lê Công Tuấn Anh, Nguyễn Huỳnh Hải, pha ném xa của Hải trôi rổ. Sau đó thì Quỳnh Nam Đông hiện đã rất nỗ lực để đi bầu. Bản đột phá vào dưới đổ, đổ di chuyển rất tốt của Quỳnh Nam Đông để thực hiện pha đánh đổ cái điểm thành công, và đó là tình huống end one. Hai điểm đã được tính và sẽ còn có thêm một quả đá phạt dành cho Quỳnh Nam Đông. Cơ hội để cầu thủ này giúp cho Hồ Chí Minh City Wings cân bằng điểm số với Đà Nẵng Dragons. Vừa rồi là lỗi thứ hai của Jack Oman ở trong trận đấu. Quả đá phạt của Winner Doggett. Bóng đã vào rổ và điểm số được cân bằng 38 đều. Vừa rồi là điểm thứ 13 của Winter Dogs ở trong trận đấu này. Như vậy chúng ta thấy điểm số một lần nữa lại được cân bằng 38 đều. Và thời gian thi đấu hiệp đấu thứ hai còn hơn 24 giây. Phút hồi ý của huấn luyện viên Tân Tây Hiếu bên phía Đà Nẵng Dragons. Đội bóng của huấn luyện viên Đơn Tây Hiếu ở trong trận phút thi đấu vừa qua, sau khi liên tiếp để cho Celia Corey ghi điểm, họ đã củng cố lại rất nhanh và đang đẩy được Celia Corey ra rất xa và luôn phải chịu áp lực ở trong những tình huống mà cầu thủ này kiểm soát bóng. Ở trong cái tình huống mà Celia Corey dẫn bóng từ bên phần sân nhà lên thì luôn có từ 2 đến 3 cầu thủ của Đà Nẵng Dragons che ở phía trước mặt của Celia Corey. Và các cầu thủ này cũng di chuyển rất nhanh mỗi khi mà Silla Corey thực hiện đường truyền hướng đến vị trí của Quinton Dockett. Ở trên sân thì đối với Lê Công Tuấn Anh, anh có thể hỗ trợ rất tốt cho Quinton Dockett ở trong những tình huống phòng thủ dưới rổ, nhưng khả năng đột phá để ghi điểm của Lê Công Tuấn Anh thì lại không thật sự tốt. Và vì vậy mà ở trong những tình huống đánh dưới rổ, ở trong những tình huống tấn công dưới rổ thì Hồ Chí Minh City Wings vẫn buộc phải dựa nhiều vào khả năng của Quinton Dockett. Và chúng ta hãy xem sau phút hủy vừa rồi thì đội bóng của huấn luyện viên Hứa Phong Hảo sẽ phòng thủ như thế nào ở trong pha tấn công cuối cùng của hiệp đấu thứ hai này. Chris Decker, Jack Oman quyết định đột phá, chuyền bóng rất khoáng cho Chris Decker, pha lên rổ ngược tay nhưng không thành công.
ở tình huống tiếp theo, đó là pha bắn rổ bật bảng ở giây cuối cùng hiệp đấu thứ hai, nhưng bóng không vào rổ và trọng tài xác định đã có một tình huống phạm lỗi của các cầu thủ City Wings, sẽ là hai quả đánh phạt cho Dries Dekker. Nếu không phạm lỗi thì hiệp đấu thứ hai đã kết thúc với điểm số là 38-38. Quả đá phạt đầu tiên của Dries Dekker thành công, 39-38, chắc đây là một điểm. Sau quả đá phạt này thì hiệp đấu thứ hai cũng sẽ kết thúc. Như vậy hai đội rời sân với cách biệt chỉ là một điểm, tạm thời nghiêng về cho Đà Nẵng Dragons. We'll be right back.
Và ngay lúc đầu và anh ơi đại bàng. Thật lớn cho các City Angel và anh ơi đại bàng. Quý vị và các bạn thân mến, còn bây giờ chúng ta sẽ đến với những thống kê chuyên môn sau hai hiệp đấu đầu tiên. Cách biệt chỉ là một điểm nghiêng về cho đội khách Đà Nẵng Dragons và tỷ lệ field goal thì đội chủ nhà City Queens là nhỉnh hơn 40% so với 39% của đội khách. Tỷ lệ field goal ở những pha bắn rổ 3 điểm của City Queen cũng là 42% so với 30% của Đà Nẵng. Nhưng về chỉ số rebound thì Đà Nẵng Dragons nhỉnh hơn với 28 lần rebound thành công. Ở hai hiệp đấu đầu tiên thì Đà Nẵng Dragons lại có đến 6 pha để mất bóng so với 5 lần turnover của City Queen. Ở trong hai đấu đầu tiên thì cả hai đội Hồ Chí Minh City Wings và Đà Nẵng Dragons đều đã tấn công khá tốt ở khu vực dưới rổ, trong khi các cầu thủ Đà Nẵng Dragons đã có được 18 điểm ghi được ở trong khu vực 3 giây. Thì các cầu thủ chủ nhà City Wings cũng có được 16 điểm là ghi ở trong những đầy đủ tấn công ở trong khu vực hình chữ nhật dưới rổ. Ở trong đấu đầu tiên thì các hai đấu đã qua, các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings có tổng cộng là 7 pha ném xa và thực hiện thành công 3 lần. Trong khi bên phía Đà Nẵng Dragons thì họ thực hiện thành công 4 lần ném xa ở trong tổng số đến 13 lần thực hiện các quả ném bóng từ bên ngoài vòng cung 3 điểm. Còn đây là những con số thống kê về những cầu thủ trụ cột của cả hai đội. Người cả hai cầu thủ đã ghi được 13 điểm sau hai hiệp đấu, đó là Quinton Duque số 4 của City Queens và số 23 của Đà Nẵng Dragons, đó là Zach Olman. Quinton Duque cũng là cầu thủ đang chơi hiệu quả nhất trong đội hình của đội chủ nhà với 10 pha rebound
Còn đối diện cũng là Jack Oman với 9 rebound. Henry Nguyễn có 2 pha kiến tạo thành công so với Horace Nguyễn của Đà Nẵng Dragons là 1 pha kiến tạo. Ngoài ra thì Trish Dieker số 20 của Đà Nẵng Dragons có 2 pha cướp bóng cùng 1 pha chắn bóng phòng thủ hiệu quả. Ở hai hiệp đấu vừa qua, khoảng cách lớn nhất mà Đà Nẵng Dragons đã tạo ra được là 8 điểm khi họ dẫn trước 26-18. Tuy nhiên thì chủ nhà cũng có một thời điểm dẫn trước với khoảng cách là 3 điểm. Đây là Corey Celia, một cầu thủ thi đấu khá là nổi bật trong đội hình của City Queens. Ở hai hiệp đấu đầu tiên, anh đã ghi được 12 điểm, 5 trên 6 pha bắn rổ thành công và có được 2 pha bắn rổ 3 điểm chính xác, đạt tỷ lệ là 100%. Lúc này thì cầu thủ hai đội đã quay trở lại sân và khởi động cho chuẩn bị cho hai hiệp đấu còn lại. Xin được nhắc lại, với City Queens thì họ đang nỗ lực tìm kiếm trận thắng đầu tay sau 9 trận thua liên tiếp kể từ đầu mùa. Chúng ta đến với những con số thống kê của trung phong Quinton Duckett số 4 bên phía City Queens. Anh đã ghi được 13 điểm, 10 rebound, tỷ lệ field goal là 5 trên 12. Và chưa có một pha chắn bóng nào thành công. Chúng tôi nhắc lại là vào lúc này thì đội bóng của huấn luyện viên Don Terhill đang dẫn trước đội chủ nhà với tỷ số là 39-38, khoảng cách hai bên chỉ là một điểm. Và trong hai lần gặp nhau trước ở trong mùa giải hôm nay thì đội bóng của huấn luyện viên Don Terhill đều giành được chiến thắng. Ở trong lần gặp nhau đầu tiên diễn ra vào ngày 19 tháng 6, trận đấu diễn ra trên sân Hồ Xuân Hương này, thì Đà Nẵng Dragons đã giành chiến thắng với điểm số là 77-75. Và sau đó 10 ngày thì khi hai đội gặp nhau ở trên sân ngày đấu quân của năm của Đà Nẵng, Đà Nẵng Dragons đã tiếp tục vượt qua Hồ Chí Minh City Queens với điểm số là 79-77. Có một chi tiết mà chúng ta hãy chú ý đến đội bóng của huấn luyện viên Don Terhill, đó là vào lúc này thì họ đã có được 3 trận thắng. Và cả 3 trận thắng đó là 3 trận thắng liên tiếp ở đầu mùa giải, trong đó có 2 trận thắng trước Hồ Chí Minh City Queens. Và 3 trận thắng đó là 3 trận đấu mà cầu thủ Nguyễn Hoàng Tuấn của họ vẫn còn thi đấu ở trên sân. Và sau khi cầu thủ này bị chấn thương ở trong trận đấu với Hà Nội Buffalo, thì kể từ đó các cầu thủ Đà Nẵng đã trải qua một chuỗi trận thua liên tiếp. Mặc dù xét về các chỉ số chuyên môn, các con số chuyên môn thì họ thể hiện không khác biệt nhiều so với thời điểm vẫn còn có Nguyễn Hoàng Tuấn ở trong đội hình. Sau hai hiệp đấu thì Quinton Duckett đang là cầu thủ thi đấu hiệu quả nhất trên sân. Anh đã có double-double với 13 điểm ghi được và 10 pha rebound. Trong 10 pha rebound thì có 8 tình huống phòng thủ và 2 pha rebound ở phần sân của đối phương. Đây là Trish Dieker, cầu thủ mang áo số 20 của Đà Nẵng Dragons. Anh đã ghi được 11 điểm, 5 rebound. Chúng ta tiếp tục theo dõi hiệp đấu thứ 3 của trận đấu. Jack Oldman đang trên màn hình của chúng ta, ghi được 13 điểm, 9 rebound và tỷ lệ field goal là 5 trên 11. Bây
đến với hiệp thi đấu thứ ba. Và trong hiệp thứ ba này thì các cầu thủ Đà Nẵng Dragons sẽ là những người được quyền kiểu cái bóng trước. Hiệp thứ ba đã được bắt đầu là tấn công của Đà Nẵng Dragons. Trần Tiến Thịnh đã xuất hiện lại ở trên sân. Hồ Đại Nguyễn, Trần Tiến Thịnh, đây là Võ Văn Thanh, Chris Nicker, Trần Tiến Thịnh. Còn lại 8 giây ném rổ sẽ open. Nếu mình đã không thấy được điểm và sau đó là tình huống rebound thành công của Winston Dawkins. Andrew Nguyễn, Lê Công Tướng Anh, Lea Corey, Andrew Nguyễn. Bóng đã trúng vào chân của Zeoman. Tiếp tục là quyền kiểm soát bóng biên dành cho các cầu thủ chủ nhà Hồ Chí Minh City Wings. Ở trận đấu này, các cầu thủ Đà Nẵng Dragons đã nghiên cứu khá kỹ lối chơi của các cầu thủ City Wings. Họ đã có những cái phương án để hạn chế những pha chuyền bóng mặt đất của đội chủ nhà. Quinton Dawkins, 2 điểm cho Quinton Dawkins và đó là điểm thứ 13 của anh kể từ đầu trận. Murray Nguyễn, Tiến Thịnh, Jack Open và bắn rổ bằng bảng không thành công. Chuyền bóng ra ngoài, Murray và bắn rổ 3 điểm của Murray Nguyễn và bóng đã vào rổ rất ngọt ngào. 42-40, cách biệt là 2 điểm dành cho Đà Nẵng Dragons. Đường chuyền của anh Hải cho Lê Công Tuấn Anh không thành công. Bây giờ là cơ hội phản công cho các cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Chuyền bóng ra ngoài và bắn rổ 3 điểm. Bóng chỉ dội vạch rổ và xử lý rút khôn ngoan của Võ Văn Thanh. Ritnicker không vào. Trọng tài xác định bóng đi hết đường biên ngang từ tay của Jack Olman. Quyền kiểm soát bóng biên cho các cầu thủ chủ nhà Hồ Chí Minh City Wings. Và lúc này thì họ lại đang bị đối phương dẫn trước với khoảng cách là 2 điểm. Andy Nguyễn, Quinton Dawkins. Nếu mà anh vẫn đang là Jack Olman, rất khó để có thể vượt qua được Jack Olman ở trong khu vực chiến đổ. Nhưng một lần nữa thì Quinton Dawkins đã thành công với cú đá bóng vào lưới trung bình của mình. Và điểm số lại được cân bằng 42 đều. Võ Văn Thanh, Trần Tiến Thịnh, Olman. Lại là Horace Nguyễn và Võ Văn Thanh. Trần Tiến Thịnh, Trần Tiến Thịnh đột phá vào dưới rổ. Còn là 8 giây ném rổ và Võ Văn Thanh thực hiện thành công một pha ném xa. Hai pha ném xa thành công liên tiếp của các cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Trước đó là pha ném xa của Horace Nguyễn và vừa rồi là cú ném xa của Võ Văn Thanh. Đây là Nguyễn Quỳnh Hải, là Corey. Còn các giai đội bây giờ đã là 3 điểm. Và hồi nãy cũng đáp trả với một cú ném xa chính xác để cơ bằng điểm số 45 đều. Phút đầu tiên của đấu thứ ba này đang trải qua rất cân bằng, rất hấp dẫn với những cú ném xa thành công liên tiếp của cả hai đội. Quinton Dawkins đã nhảy rất cao để rebound trong tình huống vừa rồi. Vẫn đang là 45 đều và đây là đợt tấn công của Hồ Chí Minh City Wings. Chỉ là Corey, Andrew Nguyễn, trước mặt anh là Jack Olman. Nguyễn Quỳnh Hải, Hải đột phá, chuyển ra cho Andrew Nguyễn, chống trả để thực hiện pha ném xa thành công. 3 điểm nữa cho các đội chủ nhà Hồ Chí Minh City Wings. Và bây giờ thì City Wings đã vượt lại dẫn trước 48-45. Trần Tiến Thịnh, Võ Văn Thanh, còn đang là các thủ Đà Nẵng Dragons. Hồ Đại Nguyễn, Sida Corey đã can thiệp bóng biên cho các thủ Đà Nẵng Dragons. Chỉ còn là 9 giây ném rổ cho Dragons ở trong đợt tấn công này. Các học trò của huấn luyện viên Hứa Phong Hảo đang cho thấy một bộ mặt rất tươi trẻ, rất quyết tâm và đang có nhiều hy vọng có thể giành chiến thắng ở trận đấu. Và bắn rổ 3 điểm không thành công của các cầu thủ Đà Nẵng Dragons, nhưng Jack Olman đã rebound rất tốt để ghi thêm 2 điểm cho mình, rút ngắn điểm số còn 47-48. Celia Correa trả bóng ra ngoài cho Henry Nguyễn. Quỳnh Hải tiếp tục lên ngoài. Henry Nguyễn bắn rổ 3 điểm không vào, rất đáng tiếc. Jack Olman, 3 ấp rổ một tay của Jack Olman. 4 điểm liên tiếp cho số 23 của Đà Nẵng Dragons. Và giờ đây Đà Nẵng Dragons lại dẫn trước dù cách biệt chỉ là 1 điểm.
Quinton. Quinton lúc này rất nỗ lực. Anh đã kiếm lỗi. Và đó là lỗi của Drift Decker. Hiệp đấu thứ 3 diễn ra gần hơn 4 phút nhưng mới đó mới là lỗi đầu tiên của Đà Nẵng Dragons. Hàng loạt những pha 3 điểm đã diễn ra khiến cho diễn biến của trận đấu đang trở nên vô cùng hấp dẫn và rất quyết liệt. Đường chuyền rất đẹp. Dù rất nỗ lực, dù gặp khá nhiều khó khăn trước sự truy cản của các cầu thủ Đà Nẵng Dragons, nhưng Winter Lucas vẫn ghi thêm 2 điểm nữa cho mình. Và đứng xa của Horace Nguyễn dội rổ. Và một lần nữa thì chúng ta lại được thấy Winter Dogan nhảy rất cao để bắt bóng. Nguyễn hồi nãy, đây là Winter Dogan đã có lỗi của Chris Decker. Trọng tài đã thổi trước đó, trước khi mà Winter Dogan thực hiện một pha ném rổ và vì vậy mà không có ai điểm cho cầu thủ của City trong đúng rồi. Lúc này thì huấn luyện viên Dante Hill của Đà Nẵng Dragons đã xin sử dụng quyền hội ý. Đội bóng còn đang bị đối phương dẫn trước với khoảng cách là 1 điểm. Và ở trong hiệp đấu thứ 3, nếu chúng ta chỉ tính điểm số từ đầu hiệp đấu thứ 3 đến giờ thì đội chủ nhà Hồ Chí Minh City Wings là đội đang dẫn điểm với số điểm là 12-10. Những nỗ lực rất tốt của các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings sau khi họ để cho đối phương dẫn trước với khoảng cách là 8 điểm ở trong hiệp thi đấu đầu tiên, thì bước sang hiệp thi đấu thứ 2 họ đã thu hẹp khoảng cách đó xuống chỉ còn là 1 điểm và bước vào hiệp đấu thứ 3 cho lúc này khi mà gần một nửa thời gian của hiệp thứ 3 đã trôi qua thì City Wings đang là đội dẫn lại với khoảng cách cũng đang là 1 điểm so với Đà Nẵng Dragons. Trong ít phút vừa qua thì chúng ta thấy trung phong Quinton Dugan của City Wings đã chơi rất nỗ lực. Nỗ lực trong những pha rebound tấn công lẫn là rebound phòng thủ. Và anh cũng thể hiện sự quyết tâm của mình trong những nỗ lực ghi điểm. Cho đến thời điểm này, anh vẫn là cầu thủ ghi nhiều điểm nhất trên sân với tổng cộng là 19 điểm. Có những tình huống mà Quinton Dugan cho rằng lẽ ra những pha ghi điểm của anh phải được trọng tài ghi nhận rồi cộng thêm một quả đánh phạt. Dugan, Celia Corey. Ít nhất là lần thứ 3 kể từ đầu trận, Tris Decker đã bắt bài những cái đường chuyền bật đất của các cầu thủ City Queen. Đợt tấn công còn 13 giây cho đội chủ nhà. Dugan. Những pha xử lý bóng hơi rườm rà của Quinton Dugan. Minh Hải. Hết đợt tấn công 24 giây và bây giờ là cơ hội cho các cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Đường chuyền hơi rối. Bóng vẫn thuộc quyền kiểm soát của các cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Và bắn rổ từ xa không thành công của Võ Văn Thanh. Henry Nguyễn. Nguyễn Huỳnh Hải. Huỳnh Hải đột phá vào dưới rổ và chuyền ra cho Henry Nguyễn thực hiện pha ném xa. Đó là một pha ném xa thành công nữa của Henry Nguyễn và thêm 3 điểm nữa cho các đội chủ nhà Hồ Chí Minh City Wings. Bây giờ thì họ đã tạo ra được khoảng cách là 4 điểm so với Đà Nẵng Dragons. 53-49. Những tình huống luân chuyển bóng rất tốt của các đội City Wings đã giúp cho Henry Nguyễn đứng được ở vào một vị trí rất trống trải, rất thuận lợi để thực hiện các pha ném xa. Vừa rồi là lỗi của cầu thủ chủ nhà và sẽ có 2 quả đá phạt cho Chris Decker. Và bắn rổ 3 điểm vừa rồi của Henry Nguyễn là lần thứ 3 anh thành công kể từ đầu trận. Những cái tình huống bắn xa hiệu quả như vừa rồi của Henry Nguyễn là hết sức quan trọng, sẽ là liều thuốc kích thích tinh thần cho các đồng đội. Tuy nhiên lúc này thì muốn giữ được khoảng cách điểm thì các cầu thủ City Queen phải tập trung trong việc tổ chức phòng thủ. Jack Urban bắn rổ từ xa. Một tình huống airball.
Trần Duy Nguyễn, Lê Công Tuấn Anh chạm bóng ra ngoài, Syria Kuri vào, lại thêm một pha bắn rổ 3 điểm chính xác nữa của các cầu thủ City Wings. Lúc này thì có thể nói là các cầu thủ chủ nhà đang ném rất vào tay ở những cú ném xa của mình, nhưng ngay lập tức thì bên phía Đà Nẵng Dragons cũng có một pha đáp trả với tình huống ghi 2 điểm thành công. Còn các gia đội vẫn đang là 4 điểm, đó không phải là một khoảng cách an toàn. Và các cầu thủ chủ nhà của City Wings vẫn cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong những phút còn lại của trận đấu. Nguyễn Huỳnh Hải cũng thực hiện một pha ném xa và cũng đã thành công. Thêm 3 điểm nữa cho các cầu thủ của City Wings. Và đó là pha ném xa thành công thứ 2 của Nguyễn Huỳnh Hải ở trong trận đấu này. Bây giờ thì khoảng cách giữa hai đội đã là 7 điểm, 59-52. Chris Dicker. Ở trong hiệp đấu thứ 3 này thì các cầu thủ chủ nhà đang phòng thủ rất tốt ở khu vực dưới rổ, với sự xuất hiện của Lê Công Tuấn Anh để hỗ trợ cho Quinton Dockett. Vừa rồi là lỗi của Jack Oman. 9 điểm liên tiếp, xin nhắc lại 9 điểm liên tiếp của đội chủ nhà, không phải 9 điểm cuối cùng vừa rồi của đội chủ nhà. Sức đều là những pha bắn rổ 3 điểm chính xác của Henry Nguyễn, của Celia Correy và của Nguyễn Huỳnh Hải. Xen kẽ ba pha bắn rổ 3 điểm là một pha ghi điểm rất đẹp mắt của Chris Dicker. Lần này thì pha bắn rổ từ xa của Huỳnh Hải không thành công. Cơ hội phản công cho các cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Rất đơn giản để cho Jack Oman tận dụng lợi thế về mặt chiều cao cũng như thể hình của mình để thực hiện một pha đột phá rồi bắn rổ ở cự ly gần. Quinton Dockett. 2 điểm được công nhận và sẽ thêm một quả đánh phạt cho Quinton Dockett. Những nỗ lực rất đáng trân trọng của trung phong áo số 4 bên phía City Wings. Điểm số lúc này đang là 61-54, cách biệt đang là 7 điểm. Vậy là trong tình huống phạm lỗi trước đó thì người phạm lỗi không phải là Jack Oman mà là Trần Tiến Thịnh. Và Tiến Thịnh như vậy là đã mắc đến lỗi thứ 4 ở trong trận đấu này. Còn bây giờ là quả đánh phạt của Quinton Dockett và đã thành công. Bây giờ thì khoảng giai độ đang là 8 điểm và đó là điểm số nghiêng về phía đội chủ nhà, Hồ Chí Minh City Wings. Horace Nguyễn, Bình Khang, Đàm Huy Đại, Jack Oman. Đã có lỗi của cầu thủ bên phía City Wings ở trong đấu này. Đó là lỗi của Nguyễn Huỳnh Hải và sẽ là quyền cơ số biên dành cho các cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Đó là lỗi thứ hai của Nguyễn Huỳnh Hải ở trong trận đấu. Điểm rất tốt. Sida Corey, Henry Nguyễn. Còn đang là các cầu thủ chủ nhà chúng mình City Wings. Henry Nguyễn lại là có một cơ hội để ném xa nữa và bóng lần nữa thành công. Tiếp tục là những tình huống đột phá chuyển vào dưới rổ để hút theo các cầu thủ phòng ngự của Đà Nẵng Dragons, rồi chuyền ra ngoài cho các đồng đội đứng ở vị trí trống trải để ném bóng. Đủ ra bóng 1-1. Và trọng tấn định theo luật kiểm soát bóng lực quyền thì bóng sẽ thuộc quyền kiểm soát của đội chủ nhà Hồ Chí Minh City Wings. Các khán đài của nhà thi đấu Hồ Xuân Hương đang bùng nổ sau những pha bắn rổ 3 điểm rất hoàn mục của các cầu thủ City Wings. Cách biệt giờ đây đã là 9 điểm nghiêng về cho đội chủ nhà City Wings, cách biệt lớn nhất kể từ đầu trận. Celia Correy đường truyền cho Quinton Dockett đang tìm cách để đột phá, bắn rổ cự ly trung bình 2 điểm nữa cho Quinton Dockett và đó đã là điểm thứ 24 của anh kể từ đầu trận đấu. Ơn mình quyết định đột phá như vậy đã có lỗi của Dockett.
lỗi truy cản của Quinton Dugan. Hai điểm được ghi nhận cho Zach Ullman và cộng thêm một quả đá phạt. Đó mới là lỗi cá nhân đầu tiên kể từ đầu trận đấu của Quinton Dugan và là lỗi tổng hợp thứ 3 của City Queen ở hiệp đấu thứ 3 này. Và thời gian thi đấu hiệp đấu thứ 3 còn 1 phút 24 giây. Cách biệt đang là 9 điểm nghiêng về cho đội chủ nhà. Quả đá phạt không thành công của Jack Oman. Và không nên nói chúng ta lại thấy được sự tích cực ở trong các pha rebound của Quinton Dugan. Ở trong hiệp 3, Nguyễn Huỳnh Hải pha đổ thành công của Huỳnh Hải để mang về thêm 2 điểm nữa cho đội chủ nhà City Queen. Và đó là điểm thứ 10 của anh ở trong trận đấu này. Nam Huy Đại, Võ Văn Thanh, Horace Nguyễn, Jack Oman nỗ lực để phòng thủ của Lê Công Đức Anh không thể ngăn được Jack Oman ghi điểm. 69-60, còn không đầy một phút nữa là đấu này sẽ kết thúc. Quinton Dugan, Celia Corey, Huỳnh Hải. Lần tấn công này còn lại 7 giây ném rổ. Quinton Dugan không thể thực hiện được pha lên đổ. Bây giờ cơ hội dành cho các cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Horace Nguyễn, Jack Oman không thể ghi được điểm ở trong trận này, nhưng vẫn đang là các thủ Đà Nẵng Dragons. Và Sida Corey đã lấy lại được quyền kiểm soát bóng cho đội chủ nhà. Nguyễn Huỳnh Hải vẫn đang là Huỳnh Hải. Thật đáng tiếc khi mà họ đã để cho cơ hội trôi qua. Jack Oman một cú rổ nhẹ nhàng của Jack Oman để mang về thêm 2 điểm cho Đà Nẵng Dragons. Sida Corey thực hiện pha ném xa không thành công. Như vậy là đấu thứ 3 đã kết thúc với điểm số đang là 69-62 nghiêng về phía đội chủ nhà Hồ Chí Minh City Wings. Đội bóng của Liên Việt Hứa Phong Ảo đã có một đấu rất tốt. Và từ chỗ để cho đối phương dẫn trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ giữa trận, thì bây giờ đội bóng của Liên Việt Hứa Phong Ảo đang tạo ra được khoảng cách là 7 điểm so với Đà Nẵng Dragons. Ở trong riêng hiệp đấu thứ 3 thì các cầu thủ của Hồ Chí Minh City Wings đã ghi được đến 31 điểm. Một con số điểm rất ấn tượng của các cầu thủ chủ nhà. Về cho chủ nhà City Wings và ghi điểm rất dễ dàng cho các cầu thủ Đà Nẵng Dragons.
một tình huống mà các cầu thủ City Queen đã phòng thủ khá là lỏng lẻo. Ở hiệp đấu thứ ba vừa qua, các cầu thủ City Queen đã có đến 6 pha bắn rổ 3 điểm chính xác từ tay của Henry Nguyễn, của Corey Celia và Nguyễn Huỳnh Hải. Do vậy, từ chỗ bị đối phương dẫn trước 1 điểm, họ đã tạo được cách biệt 7 điểm. Và giờ đây đang có lợi thế về mặt điểm số ở hiệp đấu thứ tư này. Hà Huy Đại, Võ Văn Thanh, đội tấn công của các thủ Đà Nẵng Dragons sẽ open. Silvia Corey đã có được bóng, một cầu rất tốt dành cho đội chủ nhà. Chúng ta sẽ xem trọng tài tình huống này, đó là tình huống goal standing và hai điểm mới được tính cho Henry Nguyễn. Nỗ lực của Real mình không thể ngăn cản tình huống ghi điểm của Henry Nguyễn. 71-64. Đàm Huy Đại, Võ Văn Thanh, Chris Dicker. Đàm Huy Đại thực hiện pha ném xa dỗ rổ. Và lần này thì không có ai tranh đi bào đối với Winston Doggett. Đây là Corey. Cú đi bóng ở Clint Robin. Lần này thì bóng chỉ dỗ rổ bật ra. Và sẽ là quyền cơ sở bóng biên dành cho đội chủ nhà Hội Minh City Wings. Huấn luyện viên đội tuyển Hiệu đang có vẻ như đang ra hiệu cho các cầu thủ của mình chuyển sang triển khai bắt người 1-1 ở trên sân. Henry Nguyễn, Winston Doggett. Vẫn là cú đi bóng của Winston Doggett và vẫn là một pha bóng chính xác của trung phong bên phía Hồ Chí Minh City Wings. 73-64, bây giờ khoảng cách hai đội đã là 9 điểm. Real Madrid trước màn hình là Winston Doggett. Lần này thì Real Madrid vẫn có thể ghi được điểm. Khả năng ghi điểm của Real Madrid cùng với Winston Doggett là rất tốt. Silvia Corey, Henry Nguyễn, Huỳnh Hải. Silvia Corey không thực hiện pha ném xa. Lợi công thức anh, đó là một pha ném bóng bật bản thành công để mang về thêm 2 điểm nữa cho đội chủ nhà. Điểm thứ 75 của các cầu thủ Hồ Chí Minh City Queen ở trong trận đấu ngày hôm nay. Đó mới là 2 điểm đầu tiên của Lê Công Tuấn Anh ở trận đấu này, nhưng là 2 điểm hết sức quan trọng. Horace, Chris Dicker bắn rổ từ ngoài vòng cung, 3 điểm cho Đà Nẵng Dragons. Các cầu thủ Đà Nẵng Dragons cũng có bản lĩnh và rất là tự tin trong những pha ghi điểm của mình. Quinton và bắn rổ của Quinton Đức Kịch, 2 điểm nữa. Rất tuyệt vời cho trung phong của City Wings. Đó đã là điểm thứ 28 của Đức Kịch. Đàm Huy Đại bắn rổ từ xa, không vào. Đó là một tình huống airball. Lúc này các cầu thủ Đà Nẵng Dragons đã đẩy cao đội hình và chơi chiến thuật 1-1 ngay từ khu vực giữa sân. Quinton Đức Kịch rất cố gắng, rất nỗ lực. 2 điểm cho Quinton Đức Kịch cộng thêm một quả ném phạt. Những điểm số liên tiếp của City Queens mang dấu ấn của trung phong mang áo số 4 Quinton Đức Kịch. Đó đang là điểm thứ 30 của Winston Doggett. Và bây giờ anh còn được hưởng thêm một quả ném phạt nữa. Và hiệu suất ném phạt của Winston Doggett ở trong trận đấu ngày hôm nay đang là 100%. Cơ hội để Winston có được điểm thứ 31. Và anh đã không bỏ lỡ điều đó. Điểm thứ 80 của các thủ Hồ Chí Minh City Wings. Khoảng cách giữa hai đội bây giờ đã được kéo thành 11 điểm nghiêng về phía đội chủ nhà. Võ Văn Khanh, Trần Tiến Thịnh, Chris Dicker. Nỗ lực để phòng thủ của Huỳnh Hải không thể ngăn cản được Chris Dicker ghi điểm. Đó là tình huống end one. Thêm một quả phạt nữa cho
Chris Dicker. Bây giờ thì khoảng cách gia đội là 9 điểm. Và nếu như Chris Dicker được cái thành công qua đá phạt của mình thì khoảng cách sẽ được thu hẹp xuống còn lại là 8 điểm. Đó là điểm thứ 16 của Chris Dicker. Và bây giờ thì anh không thể được điểm thứ 17 khi mà quả đá phạt đã dội rổ. Quân thành Dawkins là Corey. Nguyễn Huỳnh Hải. Lệ Công Đức Anh. Còn lại 5 giây ném rổ Quân thành Dawkins. Và đó là một phạm lỗi của Jack Edmund ở trong tình huống nhảy lên ném rổ của Quân thành Dawkins. Sẽ có hai quả đá phạt dành cho trung phong của Hồ Chí Minh City Wings. Real mình đã rất cố gắng để đuổi theo Quinton Dawkins ở trong phóng vừa rồi nhưng không thể ngăn cản được cầu thủ của City Wings. Hai quả đá phạt dành cho Quinton Dawkins. Anh xin được nhắc lại là đã có được cho mình 31 điểm ở trên sân và hiệu suất ném phạt đang là 100%. Quả đá phạt này thì Quinton Dawkins tiếp tục đưa được bóng vào rổ và tiếp tục duy trì hiệu suất ném phạt 100% của mình. Cùng với đó là điểm thứ 32 của Quinton Dawkins ở trong ngày hôm nay. Và hiệu suất ném phạt 100% vẫn đang được giữ nguyên. Cách biệt 11 điểm đang là cách biệt lớn nhất kể từ đầu trận mà City Wings đã tạo được. Trọng tài xác định đó là lỗi của Nguyễn Huỳnh Hải ở trong khu vực 3 giây. Lỗi tổng hợp thứ hai của City Wings ở hiệp đấu thứ tư này. Horace và bắn rổ 3 điểm không thành công. Và Lê Công Đức Anh đã rebound rất tốt. Huỳnh Hải được chuyền cho Quinton Dawkins. Rất nỗ lực. Và chúng ta thấy mỗi khi Quinton Dawkins có bóng ở khu vực 3 giây thì tòa tháp đôi của Đà Nẵng Dragons, khi thì Chris Dicker, lúc thì Jack Olman, thay phiên nhau áp sát và nỗ lực truy cản những pha bắn rổ của Quinton Dawkins. Xin được nhắc lại, Quinton Dawkins đang có hiệu suất 100% trong những pha ném phạt của mình. Nhưng lần này thì quả ném phạt thứ 8 của anh đã không vào rổ. 7 lần trước đã hoàn toàn chính xác. Anh đang yêu cầu các trọng tài đổi bóng khác vì bóng đã bị trơn trượt từ mồ hôi của các cầu thủ. Cơ hội để cho Quinton Dawkins ghi thêm điểm số cho mình và tạo cách biệt 12 điểm cho đội chủ nhà City Wings. Hai quả ném phạt vừa rồi của Quinton Dawkins không thành công. Lê Công Đức Anh đã can thiệp kịp thời. Nguyễn Thành Nhân sẽ được tung vào sân để thay cho Quinton Dawkins. Dawkins sẽ có ít phút nghỉ ngơi. Về Quinton Dawkins được rút ra nghỉ và vào thay là Nguyễn Thành Nhân. Để xuất hiện bộ đồ Lê Công Đức Anh và Nguyễn Thành Nhân đánh ở dưới rổ là điều mà huấn luyện viên Hứa Phong Hảo đã từng thực hiện ở trong trận đấu với Cần Thơ Catfish cách đây 2 ngày. Và ở trong điểm đó thì bộ đôi Lê Công Đức Anh với Nguyễn Thành Nhân đã chơi rất hay để hạn chế những tình huống áp sát vào dưới rổ của D'Angelo Hamilton. Huỳnh Hải pha rổ không thành công. Jack Open đang dẫn bóng một mình từ bên phần sân nhà và đã bị phạm lỗi. Đó là lỗi phạm lỗi có lẽ là cô Nguyễn Thành Nhân. Xin chào các bạn, xin chào các bạn.
Như vậy thì lúc này huấn luyện viên của Đà Nẵng Dragons cũng đã quyết định sử dụng quyền hủy. Đội bóng vẫn đang để cho đối phương dẫn trước với khoảng cách là 8 điểm. Và rõ ràng là huấn luyện viên Don Dale có những điều, có rất nhiều điều cần phải cải thiện đối với các cầu thủ của mình. Ở trong hiệp đấu thứ tư này thì khả năng tấn công vào khu vực dưới rổ của Đà Nẵng Dragons đang bị hạn chế rất nhiều, khi mà các cầu thủ chủ nhà đã chờ rất tích cực để ngăn chặn những pha đột phá vào phía trong. Và Lê Công Đức Anh cũng đã hỗ trợ rất tốt cho người đội ở trong những pha phòng thủ dưới rổ. Ở trên sân vào lúc này thì Winston Dogan đang là cầu thủ được nhiều điểm nhất với 33 điểm cùng với 17 pha rebound thành công. Realman thì đang có được 32 điểm cùng với 19 pha rebound. Chúng ta đang đến với những điểm số từng hiệp đấu của cả hai đội. Rõ ràng hiệp đấu thứ ba thì City Wing đã ghi đến 31 điểm, nhiều hơn đến 8 điểm so với Đà Nẵng Dragons. Trên sân lúc này thì Winston Duggett đã ghi được 33 điểm với 17 rebound. Ở phần sân đối diện thì số 23 của Đà Nẵng Dragons, đó là Zach Ullman, cũng đã ghi đến 32 điểm và 19 rebound. Lúc này thì Winston Duggett đã được huấn luyện viên Hứa Phong Hảo đưa trở lại sân. Quả ném phạt đầu tiên của Zach Ullman đã vào rổ và đó cũng là điểm thứ 33 của anh, ngang bằng với số điểm mà Quinton Dugan đã ghi được. Và với pha ném phạt thành công vừa rồi, ngay thời điểm này Zach Ullman lại là người ghi nhiều điểm nhất trên sân với 34 điểm. Lê Công Đức Anh, Henry Nguyễn đường chuyền cho Quinton Dugan. Và tỷ đè ở ngoài vòng 3 giây, đột phá, bắn rổ, 2 điểm được ghi nhận, 2 điểm ghi nhận cho Quinton Dugan và sẽ thêm một quả ném phạt. Ngay lập tức thì lúc này Quinton Dugan lại vượt lên là người ghi điểm nhiều nhất trên sân với điểm thứ 36 của anh và có thêm một cơ hội để ghi điểm thứ 37 nếu như thực hiện thành công quả ném phạt này. Bên ngoài sân thì huấn luyện viên Dante Hill cùng các trợ lý của mình đang có ý kiến với các trọng tài. Tuy nhiên, các trọng tài vẫn bảo lưu những quyết định của mình. Quả ném phạt của Winston Dogan không thành công. Như vậy là anh đã có 3 pha ném phạt liên tiếp không đưa được bóng vào rổ. Điểm số là 84-76. Quả dài bên là 8 điểm. Bây giờ là tấn công của Đà Nẵng Dragons. Vậy là lỗi của Lê Công Tuấn Anh. Lê Công Tuấn Anh vẫn đang hỗ trợ rất tốt cho Winston Dugan ở trong việc phòng ngự dưới rổ. Nhưng vừa rồi thì anh đã phạm lỗi với Chris Dicker. Đó là lỗi thứ tư của các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wing ở trong hiệp đấu này. Và cũng đã là lỗi cá nhân thứ tư của Lê Công Tuấn Anh. Realman vẫn đang là cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Vừa rồi thì Realman đã không đánh được điểm. Dicker, Horace Nguyễn, còn lại 5 giây ném rổ. Bóng đã vào rổ, đó tình huống N1 dành cho Realman. Lỗi là của Henry Nguyễn trong pha bóng vừa rồi. Nỗ lực của các cầu thủ Đà Nẵng Dragons đang giúp họ thu hẹp khoảng cách một cách đáng kể với đội chủ nhà. Bây giờ thì khoảng cách hai bên còn lại là 6 điểm.
và có thể được thu hẹp xuống còn 5 điểm nữa như Jasmine thực hiện thành công quá đánh phạt. Anh đã đánh phạt không thành công. Còn các giai đội vẫn đang là 6 điểm, 84-78 nghiêng về phía đội chủ nhà với bên City Win. Andy Nguyễn không thể thực hiện được pha lên rổ. Còn lại 5 giây ném rổ và đó là cú ném xa của Winter Duggan tống đá vào rổ. Một pha ném xa thành công của trung phong bên phía City Win. Đó là điểm thứ 38 của anh ở trong trận đấu ngày hôm nay. Chris Nicker, cú ném xa của Horace Nguyễn, bóng đá dội ra, sẽ open, không thể được điểm. Winter Duggan, và thì bóng của Winter Duggan rất quyết tâm. Celia Corey, Winter Duggan, Henry Nguyễn, bóng đã bên ngoài sân và trọng tài xác định sẽ là quyền cho số biên cho đội chủ nhà với bên City Win. Lúc này huấn luyện viên Hứa Phong Hảo đã tung Nguyễn Thành Nhân vào sân thay cho Lê Công Tuấn Anh. Trên bảng tổng hợp về mặt điểm số cũng như là lỗi kỹ thuật thì lúc này Hồ Chí Minh City Win đã đủ 5 lỗi tổng hợp, còn Đà Nẵng Dragons đã 4 lỗi tổng hợp. Và như vậy là huấn luyện viên Dante Hill đã sử dụng quyền hội ý của mình. Hiệp đấu thứ tư còn 3 phút 22 giây. Điểm số lúc này đang là 87-78. Cách biệt là 9 điểm nghiêng về cho đội chủ nhà City Wings. Rõ ràng đây là một trận đấu mà hai trung phong của hai đội đang rất quyết tâm để đua điểm với nhau. Trong khi Winter Dragons đã có được cho mình 38 điểm thì Jasmine cũng đã có được 36 điểm ở trong trận đấu. Và cả hai cũng đang chơi rất tốt ở trong việc phòng ngự. Trong khi Jasmine đã có được 21 pha rebound, trong đó có 13 pha defensive rebound. Thì Winter Dragons cũng đã có được 19 pha rebound. Nhưng số pha defensive rebound thì nhỉnh hơn với 17 lần. Bên phía đội chủ nhà thì bên cạnh Winter Dragons, Celia Corey cũng đang có được 15 điểm, Henry Nguyễn có được 16 điểm. Còn đối với Đà Nẵng Dragons thì Chris Decker cũng có 16 điểm và Horace Nguyễn có được 10 điểm. Cho đến lúc này thì huấn luyện viên Dante Hill đã sử dụng tổng cộng là 7 cầu thủ ở trong trận đấu ngày hôm nay. Và cả 7 cầu thủ được tung vào sân của Đà Nẵng Dragons đều đã có điểm. Trong khi đó thì huấn luyện viên Hứa Phong Hảo đã sử dụng 8 cái tên luân phiên nhau ra sân. Và trong 8 cái tên này thì có 7 người đã ghi được điểm. Người duy nhất chưa có được điểm nào đó là Nguyễn Kỳ Quang. Một trong những thống kê rất thú vị ở trận đấu này là City Wings đã có 10 pha bắn rổ 3 điểm chính xác, tỷ lệ cao nhất kể từ đầu giải. Winter Duggan rất đáng tiếc cho một pha bắn rổ dội vạch rổ của Winter Duggan. Nếu không, anh đã đạt đến con số 40 điểm. Jack Urban quyết định đột phá và rất đơn giản để thực hiện một pha úp rổ một tay. Celia Corey rất trong trải để Andrew Nguyễn thực hiện pha bắn rổ 3 điểm vào. Quá tuyệt vời. Và bắn pha thứ 11 của City Win kể từ đầu trận. Và cách biệt lúc này vẫn đã là 10 điểm. Thời gian thi đấu là 2 phút 43 giây. Đã có tiếng còi của trọng tài. Điều đó đồng nghĩa với hai quả ném phạt cho Chris Dieker. Lỗi tổng hợp thứ 6 của City Wings ở hiệp đấu này. Trận đấu tiếp tục sau quả đá phạt thứ 2 của Chris Dieker.
Lần này thì bóng đã vào rổ. Henry Nguyễn. Không phải, đó là Huỳnh Hải. Đây mới là Henry Nguyễn. Gorey. Winter Duggan. Những pha luân chuyển bóng rất nhanh. Vẫn chưa có khoảng trống. Rất nỗ lực nhưng Nguyễn Thành Nhân không thể thực hiện pha bắn rổ. Như vậy trọng tài xác định đó là lỗi khi Nguyễn Thành Nhân cố gắng rebound. Khu vực phạm lỗi ở dưới rổ của Đà Nẵng Dragons. Nhưng đó đã là lỗi tổng hợp thứ 7, đồng nghĩa với hai quả ném phạt cho Jack Oldman. Cả hai quả ném phạt đều chính xác. Vừa rồi thì Jack Oldman đã được cho mình điểm tới 40 ở trong trận đấu ngày hôm nay, trong khi Winter Dragons thì đang có được 38 điểm. Nguyễn Huỳnh Hải đã tấn công của đội chủ nhà CDW. Sila Corey, Henry Nguyễn, Nguyễn Thành Nhân cho cố gắng để đột phá vào dưới rổ. Henry Nguyễn của ném xa một lần nữa đã thành công. Ngày hôm nay thì Henry Nguyễn đang thực hiện các pha ném xa vô cùng chính xác. Chris Baker, hai điểm được tính cho các cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Tình huống end one và lại là lỗi của Nguyễn Thành Nhân. Thêm một quả ném phạt nữa cho Chris Baker. Đó đã là lỗi thứ 3 của Nguyễn Thành Nhân ở trong trận đấu này rồi. Các cầu thủ chủ nhà City Queens đã có ý kiến với trọng tài và bản thân Nguyễn Thành Nhân cho rằng anh không hề phạm lỗi. Nhưng đối với các trọng tài, đó là tình huống truy cản trái phép đối với pha lên rổ của Chris Decker. Thời gian của hiệp đấu thứ tư còn 1 phút 45 giây. Winter Duggan quyết định đột phá, chuyền bóng rất chống trải, lên rổ ngược tay của Nguyễn Thành Nhân. Như vậy Nguyễn Thành Nhân đã chuộc lỗi với hai điểm rất quan trọng và bắn rổ 3 điểm rất tuyệt vời của Võ Văn Thanh. Như vậy riêng hiệp đấu thứ tư này, Võ Văn Thanh đã có 2 pha bắn rổ 3 điểm chính xác. Quỳnh Hải, bây giờ quá ra đội đang là 7 điểm khi mà vẫn còn đến hơn 1 phút nữa thì trận đấu mới kết thúc. Quỳnh Thành Đoan chắc chắn là lúc này thì các cầu thủ City Wings sẽ cố gắng giữ bóng ở trong tay thật lâu. Cú ném xa không tốt của Winter Dragon. Chris Nicker là tấn công của các cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Trần Tiến Thịnh, bóng đến tay của Jack Oldman và lại là hai điểm nữa cho Đà Nẵng Dragons với pha lên rổ thành công vừa rồi của Jack Oldman. Lúc này thì là huấn luyện viên Hứa Phong Ảo đã xin sử dụng quyền hội ý. Khoảng cách ra đội chỉ còn lại là 5 điểm khi mà trận đấu vẫn còn 56 giây nữa mới kết thúc. Vẫn còn những hy vọng cho Đà Nẵng Dragons để lật ngược được tình thế. Một cú ném xa và một pha lên rổ thành công nữa là đủ để họ san bằng cách biệt. Đó là nói về mặt lý thuyết. Nhưng chúng ta cũng sẽ phải xem ở trong những phút sắp tới thì Hồ Chí Minh City Wings sẽ thi đấu như thế nào, sẽ phòng thủ như thế nào để hạn chế những tình huống tấn công của đối phương. Những gương mặt khá là lo âu của các cổ động viên City Wings trên khán đài. Lúc này thì City Queen đã có 8 lỗi tổng hợp. Điều đó đồng nghĩa với việc bất kỳ một tình huống phạm lỗi nào trên sân cũng kéo về 2 quả ném phạt cho Đà Nẵng Dragons. Và với tình thế như vậy thì huấn luyện viên Dante Hill sẽ yêu cầu các cầu thủ của mình kiếm lỗi, tranh cướp bóng quyết liệt và tận dụng cái tình huống rất là khắc nghiệt hiện nay của City Wings. Tuy nhiên với Đà Nẵng Dragons thì họ cũng đã có 4 lỗi tổng hợp. Xin lưu ý cách biệt chỉ là còn 5 điểm. Thời gian của trận đấu vẫn còn 56 giây.
56 giây đủ cho tối thiểu là 3 đợt tấn công. Nếu không giữ được khoảng cách này và để cho Đà Nẵng Dragons lội ngược dòng thành công thì sẽ rất là đáng tiếc cho chủ nhà City Wings. Họ đã có một trận đấu tốt nhất kể từ đầu mùa và có một lợi thế nhất định về mặt điểm số. Nguyễn Thành Nhân, 2 điểm cho Nguyễn Thành Nhân. Nỗ lực để tấn công của các thủ Đà Nẵng Dragon. Đó là lỗi của Quinton Dockett và Sherman sẽ được thực hiện 2 quả ném phạt. Tuy nhiên vừa rồi thì Quinton Dockett đã làm tốt nhiệm vụ phòng ngự của mình. Thay vì để cho đối phương thực hiện tình huống end one thì anh phạm lỗi khiến cho Sherman không thể ghi được điểm. Và trong 2 quả ném phạt thì dù có thể thành công cả 2 lần cũng vẫn còn tốt hơn là tình huống end one. Quả phạt chính xác của Sherman. Điểm thứ 43 của cầu thủ này. Và bây giờ thì khoảng giai độ đang là 6 điểm. Tiếp tục là quả phạt thứ 2. Lần này thì anh cũng đã đưa được bóng vào rổ và đó là điểm thứ 44 của Sherman. Lúc này thì các cầu thủ Đà Nẵng Dragons đang rất chủ động phạm lỗi để nhanh chóng giành lại quyền kiểm soát bóng. Sẽ có 2 quả đá phạt dành cho Hồ Chí Minh City Wings. Còn các giai đội bây giờ là 5 điểm và trận đấu còn lại 47 giây. Người thực hiện 2 quả đá phạt cho Hồ Chí Minh City Wings là Henry Nguyễn. Henry Nguyễn đã có được cho mình 22 điểm ở trong trận đấu này. Nhưng đây mới là quả ném phạt đầu tiên của Henry Nguyễn. Và thời điểm hết sức quan trọng. Quả ném phạt đầu tiên đã vào rổ. Cách biệt lại được nâng lên là 6 điểm. Đây là quả ném phạt thứ 2. Và là điểm số thứ 24 của Henry Nguyễn. Và phản công và tấn công của các cầu thủ Đà Nẵng Dragons không có phạm lỗi nhưng vẫn là 2 điểm cho Jack Ullman. 40 giây cuối. Tình huống phạm lỗi của Horace Nguyễn với Henry Nguyễn. 2 quả ném phạt cho Henry Nguyễn. Chúng ta cũng thấy rõ là vào lúc này các cầu thủ chủ nhà cho mình City Wings biết chắc chắn là các cầu thủ Đà Nẵng Dragons sẽ cố gắng phạm lỗi đối với mình để nhanh chóng lấy lại quyền kiểm soát bóng. Và vì vậy mà họ đang cố gắng để đưa bóng cho những cầu thủ có khả năng ném tốt như là Henry Nguyễn. Bây giờ thì Henry Nguyễn sẽ thực hiện quả ném phạt thứ 3 của mình từ đầu trận đấu. 2 lần trước anh đã thành công và lần này cũng vậy. Điểm thứ 100 của Hồ Chí Minh City Wings ở trong trận đấu ngày hôm nay. Và đó là điểm thứ 25 của Henry Nguyễn. Đây là điểm thứ 101 của các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings. Jamon sẽ cố gắng để đột phá vào dưới rổ. Các cầu thủ City Wings đã lấy ra được quyền cơ sở bóng. Sila Corey đã bị Chris Decker phạm lỗi. Và chính Sila Corey sẽ là người thực hiện 2 quả đá phạt này cho City Wings. Đây là lần đầu tiên kể từ đầu mùa giải City Wings vượt qua một mốc 100 điểm. Vừa rồi chúng ta thấy một tình huống thi đấu rất hiệu quả, rất thông minh của Quinton Dockett. Anh đã rebound thành công rồi thực hiện một đường truyền sau lưng, đường truyền bật đất để cho Sila Corey dẫn bóng tấn công và Chris Decker phạm lỗi dẫn đến 2 quả ném phạt cho Sila Corey. Cả 2 quả ném phạt đều chính xác và điểm số lúc này đang là 103-94. Lần hội ý cuối cùng của huấn luyện viên Dante Hill bên phía Đà Nẵng Dragons. Điểm số lúc này đang là 9 điểm. Cách biệt đang là 9 điểm nghiêng về cho City Wings. Và thời gian thi đấu chỉ còn khoảng 28 giây. Lúc này thì bên cạnh việc cố gắng hội ý để cho các cầu thủ của mình có được những phương án được hướng dẫn một cách cụ thể hơn
trong các tình huống tấn công thì cũng còn là cách để Oliver Tahil giúp cho đội bóng của mình được quyền kéo sát bóng ngay từ khu vực giữa sân để nhanh chóng đưa đội bóng sang phần sân đối phương. Sau khi kết thúc phút hợp lý này thì trận đấu còn lại hơn 27 giây nữa là kết thúc. Và khoảng cách hai bên bây giờ đang là 9 điểm, 103-94 đang nghiêng về phía đội chủ nhà Hồ Chí Minh City Wings. Họ đã đứng trước cơ hội rất lớn để có được trận thắng đầu tiên ở trong mùa giải VBA 2018 này. Như vậy chúng ta có thể thấy sau khi huấn luyện viên Hứa Phong Hảo thay thế cho huấn luyện viên Brian Robson thì lối chơi của City Queen đã có một sự khởi sắc nhất định. Họ đã chơi bùng nổ ở trận đấu với Cần Thơ Catfish và ngày hôm nay lại tiếp tục có một trận đấu cho đến thời điểm này chúng tôi nhận định rằng một trận đấu rất thành công với điểm số 103 và bây giờ là 96, cách biệt vẫn đang là 7 điểm nghiêng về cho chủ nhà City Queens. Tình huống phạm lỗi của số 14 bên phía Đà Nẵng Dragons, cầu thủ Huỳnh Khang sẽ là hai quả ném phạt nữa cho Celia Corey. Bóng không vào. Và bây giờ là 104-96, 22 giây cuối của trận đấu. Chris Sneaker pha đột phá vào dưới rổ. Và lúc này chúng ta cũng thấy các cầu thủ chủ nhà Hồ Chí Minh City Wings đã để cho đối phương đột phá vào một cách khá dễ dàng. Lại đã có lỗi của cầu thủ bên phía Hồ Chí Minh City Wings. Đó là lỗi của Võ Văn Thanh. Rồi các bạn, đó là lỗi của cầu thủ bên phía Đà Nẵng Dragons. Quinton Doggett đã có vẻ nổi nóng sau pha phạm lỗi vừa rồi của Võ Văn Thanh. Chúng ta vừa có thể thấy là hai trung phong, hai cầu thủ của Đà Nẵng Dragons rất là dễ dàng trong những cái pha đột phá và thực hiện những pha úp rổ một tay. Điều đó cũng dễ hiểu thôi vì lúc này các cầu thủ City Queen đã có đến 9 lỗi tổng hợp. Chỉ cần một pha chạm hoặc là một cái tình huống ngăn cản cái pha lên bóng của các cầu thủ Đà Nẵng Dragons sẽ đồng nghĩa với hai quả ném phạt. Vừa rồi là một tình huống mà Celia Corey đã bị Võ Văn Thanh phạm lỗi. Hai quả ném phạt nữa cho số 22 của đội chủ nhà. Trên bảng điện tử lúc này là điểm số là 104-98 nghiêng về cho City Queen. Và thời gian còn lại của trận đấu là 14 giây. Điểm số đã được nâng lên 105-98. Mười giây cuối cùng của trận đấu, sát ở bên vẫn đang cố gắng để dẫn bóng đột phá. Cú ném xa của Horace Nguyễn rất chính xác. Ở điểm này Horace Nguyễn vẫn có thể tung ra những pha ném bóng rất chính xác như vậy. Nhưng bây giờ đó là huấn luyện viên Hứa Phong Hảo của Hồ Chí Minh City Wings quyết định sử dụng quyền hội ý. Còn các giai đội bây giờ chỉ còn là 4 điểm khi mà trận đấu còn lại 5 giây nữa mới kết thúc. Vẫn còn những hy vọng trên lần cầu tình thế dành cho Đà Nẵng Dragons, dù rằng những hy vọng đó để nói là vô cùng nhỏ nhoi. Chúng ta đang được chứng kiến một trận đấu cực kỳ hấp dẫn, rất quyết liệt và điểm số rất là giằng co. Lúc này cả hai đội đã ghi trên 100 điểm. Đây là một trận đấu có tổng điểm nhiều nhất kể từ đầu mùa giải VBA 2018. Điều đó cho thấy chất lượng chuyên môn của mùa giải năm nay đã được cải thiện một cách rõ rệt. Cho dù đây là hai đội đang đứng cuối bảng xếp hạng. Như vậy là lần đầu tiên ở trong mùa giải này xuất hiện tỷ số mà cả hai đội bóng đều ghi được trên 100 điểm. Và cho đến thời điểm này thì sự hồi hộp vẫn còn, dù trận đấu chỉ còn lại có hơn 5 giây bởi khoảng cách hai bên chỉ là 4 điểm. Chúng ta cũng đang ở trong những tình huống phòng thủ vừa qua thì các cầu thủ City Wings đã dễ dàng để cho đối phương đột nhập vào dưới rổ
đột phá vào dưới đổ và thực hiện những tình huống ghi điểm, bởi họ đang cố gắng để tránh những tình huống end one, không để cho đối phương vừa ghi điểm vừa được thực hiện ném phạt. Và bây giờ là quyền kiểm soát bóng biên dành cho Hồ Chí Minh City Wings. Chắc chắn là họ sẽ cố gắng giữ bóng ở trong tay thật lâu. Còn các cầu thủ Đà Nẵng Dragons sẽ cố gắng để phạm lỗi ngay. Trận đấu được tiếp tục. Đã có tiếng còi trước đó của trọng tài. Lỗi là của Horace Nguyễn. Hai quả ném phạt và thêm một tình huống kiểm soát bóng biên dành cho Hồ Chí Minh City Wings. Lỗi phản tinh thần thể thao của Horace Nguyễn. Henry Nguyễn là người thực hiện hai quả ném phạt này. Bóng đã vào rổ. Điểm thứ 106 dành cho Hồ Chí Minh City Wings. Họ đã tạo được khoảng cách là 5 điểm so với Đà Nẵng Dragons. Và quả ném phạt này cũng đã vào rổ. Khoảng cách giai đội bây giờ là 6 điểm. Và tiếp tục là quyền kiểm soát bóng biên dành cho đội chủ nhà City Wings. Trận đấu vẫn còn 5 giây mới kết thúc. Nguyễn Quỳnh Hải, Quỳnh Anh Doggett. Trọng tài xác định sẽ là bóng biên dành cho các cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Ba giây cuối của trận đấu, cách biệt đang là 6 điểm nghiêng về cho chủ nhà City Wings. Một pha lấy bóng rất đẹp, hai điểm nữa cho Quinton Doggett. Trọng tài không công nhận điểm số của Quinton Doggett. Và như vậy trọng tài đã xác định đó là lỗi của Quinton Doggett. Nhưng có vẻ như kết cục của trận đấu đã ngã ngủ khi mà thời gian trên bảng điểm số đã kết thúc. Và như vậy các trọng tài đã cho trận đấu kết thúc với điểm số 107-101 nghiêng về cho chủ nhà City Wings. Chiến thắng đầu tiên của Hồ Chí Minh City Wings kể từ đầu mùa VBA 2018. Một trận thắng hết sức thuyết phục.
vị và các bạn, quả là một trận đấu vô cùng hấp dẫn, và càng về sau thì nhiệt độ trận đấu càng đẩy lên cao, và chúng ta cũng có thể thấy là sự bùng nổ của các cầu thủ đội chủ sân Hồ Xuân Hương, Xin Tư Nguyên là như thế nào, bởi vì mọi cầu thủ đều đẩy nhanh tốc độ và ghi được những điểm số vô cùng quan trọng, và với những kỹ thuật và những bàn thắng vô cùng đẹp mắt, và hôm nay là chiến thắng vô cùng xứng đáng cho họ, 101 điểm số cũng rất cao, đúng không ạ? Và rất là nổi bật trong hai hiệp đấu thứ ba và thứ tư trong trận đấu ngày hôm nay đó chính là trung phong bên phía Xin Tư Nguyên, đó là Quinton Dudgate, và anh ấy xứng đáng là danh hiệu MVP, cầu thủ xuất sắc nhất của trận đấu ngày hôm nay. Congratulations Quinton. There were only three games that the team scored more than 100 points. And tonight, with the first win ever, the City win, and you guys did it tonight. How does it feel? Bismillah. Allah Akbar. It's cool. Play together. Try to have fun. Just try to get a win. You know, the fans, they want to see a win. I know Coach Pryor, he wanted to see a win. New coach wanted to see a win. Everybody just wanted to see us win. So we played hard. You know, finally, we all put it together and it worked. And did the teammate, your teammate did much better tonight too. I can see like the progress of Corey Celia, Henry, and even Henry, number 6, Nguyễn Thành Nhân, and even the number 15. So how did you motivate your teammates, especially the younger players? Just tell them play hard, you know, just tell them just all the stuff they learn, you know, unlearn that. Like, they gotta learn something new. Play harder, you know, play with skill. Like, stop playing soft, you know, and just give their heart, like, play with their heart. Like, you know, it's easy, it's basketball, you know, it's easy. So, you know, hopefully we can turn this into another win. Another win, but we'll see. First win, cool. Yeah, you really look like a little bit serious in the previous games, I can see. But tonight you look like you had more fun, like you enjoyed the game. And one more question, will you be playing for City Wings in future? Because I heard a lot of news about you leaving. I don't know. We gotta talk with whoever run the team, whoever the manager. But as far as being serious, like, I'm always serious in the game. Like, for me, it's a hobby. But, you know, different things happen on the court. People get fouled hard, a lot of bad calls. But, you know, it's just me. Like, serious there, and then off the court, I can have fun. Thank you very much and congratulations. Thưa quý vị, trên sân thì thi đấu rất là bùng nổ và cũng thể hiện cảm xúc rất là nhiều trên sân. Nhưng mà khi chia sẻ về chiến thắng này thì Quinton có vẻ là khá là trăn trở. Trước đây thì đã có 3 trận đấu mà các đội ghi trên 100 điểm. Và hôm nay và trong chiến thắng đầu tiên của City Wings thì họ đã là góp vào một phần nhỏ đó khi mà ghi điểm là 107. Và đối thủ của họ là Đà Nẵng Dragons, một đội cũng là xếp ở nửa sau của bảng xếp hạng, nhưng mà cũng cố gắng có một trận đấu cực kỳ hấp dẫn với 101 điểm của những cầu thủ đóng góp. Và khi mà Tường Vân hỏi là Quinton có ở lại với lại City Wings trong giai đoạn còn lại không, đây nhìn có vẻ như là một trận đấu cuối cùng của anh ấy thi đấu vậy, thì Quinton chia sẻ là anh ấy cũng còn tùy thuộc vào những quyết định của ban huấn luyện, bởi vì lúc này lực lượng cũng chưa được ổn định, và huấn luyện viên Hứa Phong Hảo là cũng mới cầm quân được 2 trận mà thôi, và mọi thứ vẫn đang còn chưa được sắp xếp là ổn định, cho nên là anh cũng chưa có câu trả lời. Tất nhiên là anh cũng sẽ rất là vui khi được ở lại với City Wings trong giai đoạn mà câu lạc bộ đang gặp rất là nhiều khó khăn, và họ đang cố gắng vực dậy tinh thần của tất cả các cầu thủ, và hôm nay là những gì họ đã làm được. Và Tường Vân cũng đã liệt kê ra, và chắc là quý vị và các bạn cũng đã thấy rõ những sự tiến bộ của City Wings. Ngoài sự bùng nổ tỏa sáng của Quinton ra thì Corey Celia, anh ấy đã thực sự trở lại phong độ. Henry Nguyễn cũng có những pha bóng rất là dẻo lắc léo vào với những cú ném xa cực kỳ đẹp. Và bên cạnh đó còn có Nguyễn Thành Nhân và những cầu thủ trẻ, cả Nguyễn Huỳnh Hải, cầu thủ số 7 của City Wings nữa. Hôm nay là cầu thủ nào cũng đều thi đấu xuất sắc và gây bất ngờ cho những người hâm mộ VBA. Và bên cạnh đó thì Đà Nẵng Dragons cũng là một đội bóng mà Tường Vân cảm thấy là thi đấu vô cùng tiến bộ. Ngày hôm nay ngoài Jack Almond thì Chris Decker cũng thi đấu rất là khá trong trận đấu này. Và bên cạnh đó họ còn có những cầu thủ trẻ như là Huỳnh Khang ở bên phía của Đà Nẵng Dragons.
Và chắc chắn đây cũng sẽ là động lực, một cái điểm số rất là cao 101 trong trận đấu ngày hôm nay sẽ là động lực cho họ để tiếp tục có những cái trận đấu hay hơn và tiến bộ hơn nữa trong giai đoạn còn lại. Và trận đấu, thưa quý vị và các bạn, trận đấu trên sân nhà Hồ Xuân Hương tiếp theo của câu lạc bộ Hồ Chí Minh City Wings sẽ là một trận đấu cũng khá đặc biệt khi họ đối đầu với đội cùng thành phố, đó là Sài Gòn Heat. Đội bóng vừa mới bị đẩy xuống vị trí thứ 3 sau những thất bại trước Hà Nội Buffalo. Họ đang cũng có một cái động lực là sẽ trở lại vị ngôi vị của họ để giành lại vị trí nhì bảng. Và để xem là Hồ Chí Minh City Wings có thể vực dậy trở thành một thế lực cạnh tranh ngang ngửa với thầy trò huấn luyện viên David Singleton hay không nhé. Và thưa quý vị, chương trình truyền hình trực tiếp trận đấu giữa Hồ Chí Minh City Wings và Đà Nẵng Dragons của chúng tôi xin được khép lại. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trên sóng HTV Thể thao với những trận đấu hấp dẫn ở VBA 2018.